Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn một đám vô liêm sỉ, mộ dung nguyên rợi lạnh lẽo mắng mỏ, tiêu diệt huyết nhãn xong xuôi, chúng tôi lại đợi thêm một lát, đến khi không còn huyết nhãn xuất hiện, mới tiếp tục lên đường. Đi được khoảng chừng 30 trượng, chúng tôi đến giáp ranh giới vực sâu huyết luyện. Đứng trên vách đá nhìn xuống mà thở dài, chỉ ngửi thấy mùi hôi thối của khí thức tạ ác ô uế ở bên dưới vực sâu không thấy đáy khiến tâm can như bị kiến gặm nhấm ăn mòn, đầu óc đau nhói buồn luôn dị thường. Tôi chỉ mới nhìn một chút, liền vội vã chuyển tầm mắt sang hướng khác trong bốn người chúng tôi riêng mỗi đạo tâm của tạ lưu vân kiên định hắn trầm mặc quan sát một hồi lâu mới rời khỏi vách núi đi thôi tạ lưu vân nói vậy là xong chuyện rồi hả tôi thắc mắc hỏi chậm nhất là ba tháng bách lý xuân thu sẽ có thể tái kết ma thể quay về chuẩn bị chiến đấu thôi lần này nhân đạo bọn ta đã quy tụ được ba vạn đạo binh tiên đạo có ba vạn mộ dung nguyên duệ nói dã tiên cũng có ba vạn ngạo hàn nói ba ngàn tôi trần trừ nói ừ ta biết mà đạo suy yếu, cũng không yêu cầu ngươi phải phái ra bao nhiêu người. Chẳng qua ta có một điều kiện, cuộc chiến này người bắt buộc phải để A Lê ra trận. Tại sao chứ? Bởi vì phong hậu kẻ đứng đầu trong thất thập nhị đỉnh cổ vương sở hữu năng lực phi thiên độn địa, ngoài mũi tên của A Lê ta không nghĩ ra ai có thể khóa chặt khí thức của ả. À. Tạ Lưu Vân nói, tôi từ biệt ba người bọn họ ở danh giới Nam Cương, rồi ngự kiếm bay thẳng về Hàn Hoang. Vừa mới đặt chân đến thành Thanh Khâu, liền cảm nhận được quân huy dữ dội sung thiên trong thành, sát khí sông thẳng lên cao. Nhìn thấy điều này, không cần đoán tôi cũng biết rõ là do Thủy Hỏa đã từ âm ti quay về rồi. chương 284, Tiểu Biệt Tân Hôn 1 Chiêm ngưỡng quân huy dạo dực hùng tráng của Thủy Hỏa, lòng tôi vui mừng hớn hở. Thủy Hỏa đứng trang nghiêm trên xa trường luyện binh, thấy tôi bước vào, ngước đầu nhìn tôi một chút rồi tiếp tục thao luyện quân trận. Người cô ấy so với trước đây thì, thần niệm càng thêm tráng lệ lộng lẫy, quân uy ngày một hưng thịnh huy hoàng rồi. Tôi không làm phiền cô ấy, chạy thẳng đến chỗ Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương hiện không ở đình nghị sự của thành Thanh Khâu, tìm người hỏi thăm mới biết cô ấy đang mộ đạo ở trên đỉnh núi Thanh Khâu. Đỉnh núi Thanh Khâu, Khương Tuyết Dương mở rộng vòng tay, có gió từ tứ phía tập trung hết lên người cô ấy, đám mây trên bầu trời biến hóa khôn lường. Cô ấy đứng giữa trung tâm ngọn gió, ánh mắt trống rỗng mơ hồ. Có thể thấy, hiện giờ cô ấy đã hoàn toàn từ bỏ pháp thuật thần thông của toàn chân giáo, và đã có được đạo của riêng mình. Hộ pháp thiên tôn tham lang của ma đạo năm đó không chỉ nổi danh bởi đầu óc chiến lược bầy mưu tính kế, riêng bản thân ngài ấy đã là một vị thiên tôn anh dũng có sức mạnh đối địch với bách phản sư. Mất một lúc lâu, khương tuyết dương mới từ trong tu hành dần dần bừng tỉnh, quay người sang phía tôi mỉm cười hỏi: tạ lan, cậu quay về bao lâu rồi? vừa mới về thôi. ừ, chuyến đi này thế nào? tôi kể hết những gì mình đã chứng kiến ở núi không minh cho khương tuyết dương nghe qua một lượt sau đó nhắc tới đề nghị của tạ Lưu Vân. Ma đạo thế lực suy yếu, ngày này binh sĩ dùng được ở thành thanh khâu vốn không nhiều, đủ tư cách tham gia cuộc chiến ở núi không minh nhiều nhất cũng chỉ 5.000. Có thể phái ra 3.000 quân đã chạm đến giới hạn của chúng ta rồi. Khương Tuyết Dương nói, phần thắng trong trận chiến núi không minh ra sao? Tôi hỏi, lần này tứ phương tập hợp sắp xỉ 10 vạn đại quân phát binh đánh núi không minh, Bách Lý Xuân Thu muốn ngưng kết ma thể nhất định khó mà được như ý nguyện. Chỉ là tôi không ngờ tới tạ Lưu Vân lại có quyết định dứt khoát đến vậy, tôi còn tưởng nhân đạo nhiều nhất chỉ phái ra một vạn đạo binh. Lần này bọn họ giống chống khua chiêng còn không phải vì muốn tạo danh tiếng sao, đại nạn sắp đến gần, chính là thời cơ tốt nhất chiếm được lòng dân trong thiên hạ. Tôi nói, đúng là như vậy, vì thế mà đạo chúng ta tuy rằng chỉ phái được ít quân, nhưng trận chiến này nhất định phải thành công đánh bóng tên tuổi của chính mình. Để cho những người âm vẫn trần trừ do dự ở nhân gian thấy rõ, Ma đạo rốt cuộc đủ thực lực quật khởi lần nữa hay không? Khương Tuyết Dương nói, thời cuộc hiện giờ biến hóa khó lường. Nếu như ma đạo phô trương thanh thế, có vướng phải sự kiêng rẻ của tiên nhân hai đạo không? Tôi hỏi, không đâu, thiên đạo hảo luân hồi. Những gì thuộc về thời đại huy hoàng của ma đạo đã trôi qua từ lâu, đợi đại nạn kết thúc, vai chính trong cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi cũng tuyệt đối không phải ma đạo chúng ta đâu. Tiên đạo đã bá chiếm thiên đình xuyên suốt 3.000 năm, trong mắt người của nhân đạo đương nhiên cũng nhận định rằng nên đến lượt họ lên thượng vị rồi. Giải thích thiên đạo hảo luân hồi nghĩa là làm việc thiện sẽ được thiện báo. Hết giải thích, có giã tiên tương trợ, nhân đạo muốn áp chế tiên đạo trong thời đại mạt Pháp sợ rằng không hề dễ dàng đâu. Tôi nói, tạ Lưu Vân Tử có tính toán riêng của hắn, cứ chờ xem đã, Bách Lý Xuân Thu là trận đại nạn khủng khiếp nhất của thời đại mạt Pháp. Sau khi cuộc chiến núi không minh chấm dứt nếu như nhân gian vẫn duy trì tình trạng như cũ, nhân đạo và tiên đạo ắt phải bắt đầu tranh giành vận mệnh. Giã tiên nếu đã dám bắt tay với tiên đạo nhằm đối phó nhân đạo, tạ Lưu Vân chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta bàn bạc việc hợp tác, nếu không như thế, lúc ở núi Trung Nam hắn cũng sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi vậy đâu. Quả thực như vậy, mới đầu ở hồ ngưỡng thiên núi Trung Nam đúng là thời cơ tốt nhất diệt trừ ma đạo. Nếu như không phải tạ Lưu Vân tha cho một con đường sống, cho dù ma đạo có thể kiên trì thêm vài ngày nữa, Cuối cùng vẫn sẽ bị đạo môn và người của Đảo Bồng Lai liên thủ tiêu diệt mà thôi. Ý của cô là, đến lúc đó Ma đạo chúng ta sẽ liên minh với Nhân đạo để đối phó Tiên đạo sao? Ma đạo thế lực suy yếu, ngày trước tuyệt nhiên không thể khinh địch khai chiến với Tiên đạo, chúng ta chỉ đánh với mỗi mình Giả Tiên. Thậm chí dù Tạ Lưu Vân không muốn kết đồng minh với chúng ta, chúng ta cũng phải tiêu diệt Giả Tiên quan ngoại. Cậu nhìn dân sinh ở quan ngoại hiện giờ xem, Giả Tiên vốn đã trở thành một trong những đại nạn của nhân tộc rồi đấy từ sau khi nữ oa tái xuất tiếp quản yêu tộc vận mệnh giã tiên ở quan ngoại đã vượt xa nhân tộc ở quan ngoại sơn tinh ly quái không phục giáo hóa nhập thế xong liền gây họa khắp nơi khiến dân sinh than oán dâng thấu tận trời giết người hút máu cưỡng đoạt vợ con bách tính quan ngoại chịu khuất phục trước ách đô hộ lạm quyền của giã tiên khốn khổ cầu xin được sống cầm thú đắc đạo tất nhiên nhân loại sẽ trở thành nô lệ của bọn chúng tôi quả thực nghĩ không thông tiên đạo vì sao lại để nữ oan thăng chức lần nữa lẽ nào chỉ đơn giản vì muốn liên minh với Giá tiên đối địch với nhân đạo thôi sao? Tôi hỏi, không, cậu nghĩ sai rồi. Nữ oan lần này ra mặt tuyệt đối không phải chủ ý của Ngọc Hoàng, át hẳn đã nhận được gợi ý của thiên đạo đó. Khương Tuyết Dương nói, nữ oa trước giờ đều chẳng phải vì thiện thần gì cả, ngày ấy còn lấy lý do trụ vương bất kính với bà ta, gọi ra chiêu yêu phiên đảo loạn Giang Sơn nhà thương. Trận nội chiến quy mô lớn đầu tiên của nhân tộc vào thời đại mạt Pháp đều do nữ oa một tay tạo ra. Giải thích chiêu yêu phiên là báu vật của nữ oa, có thể hiệu lệnh yêu tộc trong thiên hạ, xuất hiện đầu tiên trong tác phẩm phong thần diễn nghĩa. Hết giải thích, chương 285, tiểu biệt tân hôn 2. Lần này bà ta quay về nắm quyền quản lý yêu tộc cũng không phải vì đến tranh giành vận mệnh với tam đạo, bản chất vẫn mang mục đích gây tai họa cho người dân. Thiên đạo bất nhân, xem vạn vật không khác gì rơm dạ súc vật. Vào thời đại mạt pháp vạn tộc tranh bá đoạt quyền, gây họa cho bá tánh vốn không cần nữ oa động tay động chân, mà ngày này nhân tộc đang phát triển toàn diện trong thời kỳ hoàng kim, thiên đạo mới mượn tay nữ oa dáng tai ương xuống nhân tộc. Mà ý của thập vạn đại sơn, từ xưa đã có. Mà nữ oa dáng thế, lại bởi vì thiên đạo chỉ đường dẫn lối. Còn về bản thân thiên đạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không đích thân gieo mầm mống tai họa đâu. Thì ra là thế, vậy nếu chúng ta quyết định diệt trừ giã tiên, không phải sẽ làm trái ý thiên đạo sao hả? Tôi lại hỏi, chính là như vậy, nên bất luận giã tiên gây ra sóng gió gì, tiên đạo và nhân đạo đều sẽ nhắm mắt làm ngơ, bọn họ kiêng kỵ thiên đạo. Nhưng mà ma đạo chúng ta lại không thể ngồi yên không lo, giã tiên thống trị quan ngoại, vừa hay chặn đứng nguồn mệnh mạch thông đến nhân gian của cổ địa hàn hoang. Khương Tuyết Dương nói, chúng tôi khai chiến với giã tiên, vừa thành công chinh phục lòng dân ở quan ngoại, vừa hoàn hảo đả thông đường thông đạo nhập thế, quả thực một mũi tên chúng hai con nhạn. Chỉ là trước khi trận chiến núi không minh kết thúc, vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để khai chiến với giã tiên. Tiếp sau đó, tôi hỏi tới Thùy Họa. Khương Tuyết Dương nói lần này Thùy Họa đến âm ti đã gặt hái được thành tựu to lớn, thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết 9981 đao toàn bộ đều đã nắm vững trong lòng bàn tay, thực lực cũng gia tăng đến cảnh giới nửa bước thiên tôn. Tuy nhiên hiện giờ vẫn không cách nào phát huy hết toàn bộ sức mạnh của đao pháp, chẳng qua lúc tái đấu với tạ Lưu Vân cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong nữa. Vừa nhắc đến Thùy Họa, thì Thùy Họa đã xuất hiện trên đỉnh núi. Vợ chồng son hai cô cậu tiểu biệt thắng tân hôn, tôi đây không tiếp tục làm phiền nữa. Khương Tuyết Dương nói xong, phi thân bay xuống núi Thanh Khâu. Giải thích tiểu biệt thắng tân hôn là ý nói vợ chồng vì công tác hoặc có chút chuyện nên xa cách trong thời gian dài nay gặp lại nhau khiến tình cảm thêm ngọt ngào như vừa mới kết hôn. Hết giải thích, Thùy Họa lần này quay về từ âm ti, khí thế thần niệm cường thịnh vượt trội, dường như không hề thua kém tạ Lưu Vân. Cô ấy vẫn đang diện bộ áo giáp đen huyền do hồ tộc Thanh Khâu thiết kế riêng cho cô ấy, quân huy nghiêm nghị, tay cầm thanh lưỡng đoạn đao bóng loáng sắc bén do Bạch Hà Sầu đã chế tạo mô phỏng cho cô ấy, sát khí mạnh mẽ bức người. Lâu rồi không gặp nhau, nhưng tôi không thấy có chút biểu hiện nhớ mong nào trên khuôn mặt cô ấy, thậm chí tôi tinh tế cảm nhận được cô ấy còn mang vài phần lạnh nhạt. Thùy Hòa tôi đi qua, nhẹ nhàng gọi tên cô ấy. Cô ấy không thèm trả lời tôi, lúc tôi thử ôm lấy cô ấy lại bị cô ấy hất tay tránh ra. Em sao vậy, tôi cảm thấy rất bối rối, không hiểu vì sao cô ấy lại đột nhiên tỏ vẻ xa cách với tôi như thế tạ lan từ nay về sau em và anh đoạt tuyệt tình nghĩa vợ chồng kể từ giờ phút này anh chỉ là ma đạo tổ sư còn em chỉ là một chiến tướng nằm dưới trướng của anh mà thôi em đến đây chính vì muốn nói rõ ràng chuyện này với anh thùy họa lạnh lùng nói tại sao chứ tôi ngỡ ngàng hỏi sông vong xuyên không chỉ có lưu lại đau ý của phá quân còn một đoạn ký ức mà đã thất lạc từ lâu cô ấy chém một đao chặt đứt sông vong xuyên không chỉ vì báo thù cho ma đạo tổ sư còn là vì cắt đứt sợi tơ tình giữa cô ấy và ma đạo tổ sư bọn họ là bọn họ chúng ta là chúng ta tại sao em phải chịu ảnh hưởng vì hồi ức của phá quân chứ hả tôi hỏi vốn gì em cũng nghĩ như thế đáng tiếc em đã gặp phật gia ở sông vong xuyên cô ấy đã nói gì với em hả tôi liền biết cô ấy đang ghen rồi cô ấy nhắc tới nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của ma đạo tổ sư ma đạo tổ sư năm đó chính là vì cô ấy mới xuống âm ti rơi vào thảm cảnh trên vực trả hồn kiếp này cô ấy nhập thế luân hồi hoàn toàn là vì bồi đắp lại món nợ nhân quả cho ma đạo tổ sư anh lại không phải là ma đạo tổ sư chuyện của bọn họ có liên quan gì đến anh chứ ha ha cô ấy còn nói cho em biết trong lòng anh sẽ vĩnh viễn nhớ mong một cô gái tên là uy nhuy thùy hòa cười lạnh nói sao hả có phải đã không còn lời nào để nói rồi không thùy họa anh cảm thấy có một chuyện có lẽ vì thời gian quá lâu nên em không còn nhớ rõ nữa tôi nói chuyện gì thùy họa cau mày nghi hoặc hỏi có phải em đã quên chúng ta đã kết hôn rồi không nói xong nhân lúc cô ấy vẫn chưa kịp phản ứng lại tôi gấp gáp lao tới ôm chặt cô ấy vào lòng thùy họa mới đầu vẫn còn muốn vùng vẫy đợi đến khi tôi hôn lên môi cô ấy thì cô ấy cuối cùng cũng từ bỏ phản kháng bởi vì nhớ rõ vậy nên mới sâu sắc thông suốt được ai là người thích hợp nhất với mình. Không thể trao cho em tình đầu, thì những gì anh làm được là dành hết tình cảm thật lòng cho em. Nếu không phải vì yêu thùy họa, ai sẽ nỡ lòng từ chối đôi huệ nhãn long lanh sáng giả của Phật gia, ai sẽ giữ vững tâm trí trước vẻ đẹp dạng người không nhiễm bụi trần của cô giả tiên tử mộ dung nguyên rồi chứ. Cái gọi là ái mộ, vốn không phải là nhất kiến trung tình cũng chẳng phải tình đầu ý hợp, mà là sống chết có nhau, không thể tách rời, có cùng chung sự nghiệp và lý tưởng muốn theo đuổi nguyện tại y nhi vi lĩnh thừa hoa thủ chi dư phương nghĩa là nguyện hóa thân thành vạt áo mềm mại của nàng hưởng thụ hương hoa thơm ngát trên dung nhan mà điểm này sợ rằng đến cả ma đạo tổ sư năm đó cũng chẳng thể giác ngộ ra chân ý rõ ràng đã ngày đêm kể cận sánh bước bên nhau cùng phá quân hộ pháp nhưng chỉ đành để mối duyên lỡ giờ tương kính tương thân suốt đời chứ không thể bày tỏ nỗi lòng chuyến đi du ngoạn lần này cùng mộ dung nguyên duệ đến núi không minh không vui vẻ sao hả một lúc lâu sau, Thùy Họa đẩy tôi ra, ánh mắt sáng rực hỏi tôi. Thế nhân đều biết mệnh cách phá quân sát phạt quyết đoán, nhưng làm sao có thể nhìn thấy thần thái ghen tuông của Thùy Họa. Cô ta đã hợp đạo chiến thần, Thùy Họa à, kẻ thù truyền kiếp của em đến rồi đấy. Ngay giây phút chứng kiến mộ dung nguyên duệ lộ chiêu thức nhất pháp song tương, tôi liền nhận ra cô ta chắc chắn không chỉ đơn giản nhận chiếu cố từ mỗi thần niệm của cửu thiên huyền nữ. Đạo của chiến thần là một trong những đại đạo hùng mạnh nhất, tuyệt đối không tùy tiện truyền cho bất kỳ ai. Tôi nghi ngờ, chính bản thân mộ dung nguyên duệ rất có khả năng là cửu thiên huyền nữ bổn tôn chuyển thế. chương 286, tình khó kiềm nén một Trong trận chiến phong thần, kẻ giết người nhiều nhất là phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo, ngoài cô ấy ra thì chính là chiến thần cửu thiên huyền nữ của tiên đạo. Hai người đều là thống binh đại tướng, tự mình gánh vác quân uy. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, đệ tử đạo môn chết dưới binh tướng của hai người họ phải lên đến hàng triệu. Trời sinh phẩm chất tốt, cho nên phá quân chủ yếu muốn đền mạng cho những sai lầm giết chóc của bà ấy, cửu thế luân hồi vẫn chưa thể rửa sạch nghiệp sát thân, cuối cùng sau khi ma đạo tổ sư hóa hy di, bà ấy đã ra đi cùng ông ta. Còn cửu thiên huyền nữ tuy nằm trong hàng ngũ tiên, thần vị vững chắc, nhưng cũng muốn thanh toán nghiệp giết chóc của bản thân. Dù rằng bà ấy không phải lần đầu tiến vào chiến cứ của nhân gian, lúc hoàng đế và suy vưu là người sáng tạo huyền thoại về kim loại và vũ khí tác chiến, bà ấy đã ban tặng cho hoàng đế ba cuộn binh thư, nhưng không giống như lần này, trong trận chiến phong thần bản tôn bà ấy đã tự mình thống binh. Lãnh đạo đại quân tiên đạo truy sát hàng triệu đệ tử ma đạo, phần sát nghiệp này, chính thiên đạo cũng không cách nào giúp bà ấy ân xá, phải nhập thế luân hồi mới có thể rửa sạch được. Tuy rằng thiên đạo có địa vị siêu nhiên, là kẻ thống trị đất trời, nhưng đất này trời này không phải do hắn tạo ra, không phải tất cả mọi cớ sự đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tỷ như 49 nhánh đại đạo kia, đã tồn tại ở thời hồng hoang khai hóa. Uy năng của thiên đạo trong bản tôn của hắn vô cùng mạnh và thần thánh, thuộc về kẻ quản lý thiên địa. Nghe tôi nói mộ dung nguyên duệ rất có khả năng là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ, Thùy Họa liền khơi dậy chiến ý. Tuy rằng Thùy Họa không phải là phá quân năm đó, nhưng lại lưu giữ ký ức của phá quân, tất nhiên cũng gánh vác túc mệnh của phá quân. Hai người kiếp trước là địch, đời này cũng như thế. Chiến lực của mộ dung nguyên duệ thế nào? Thùy Họa hỏi tôi, ở núi không minh chỉ để lộ nhất pháp song tương, nhưng theo anh thấy thì dường như cô ấy vẫn chưa thức tỉnh thần thức của cửu thiên huyền nữ đâu, đa phần vẫn chỉ là tính cách của bản thân mộ dung nguyên duệ mà thôi. Nếu như thật sự thức tỉnh rồi, mộ dung nguyên duệ cũng sẽ không biểu hiện ra tính cách nữ tử phàm tục khi đối mặt với rắn và trùng rồi. Hơn nữa pháp thân ly hỏa kia của cô ấy càng không thể dễ dàng bị ba xà phá hủy được. Ở núi không minh chiến lực mà mộ dung nguyên duệ thể hiện ra mờ nhạt, đến ngạo hàn cũng không như vậy. Kẻ gian ngụy quân tử, cửu thiên huyền nữ giỏi nhất là giả ngu cô ta dám để lộ ra nhất pháp song tương rõ ràng cô ta ít nhất đã ngưng tụ ra hai pháp thân rồi nếu là ba pháp thân há chẳng phải chiến lực đã bất phân trên dưới với tạ lưu vân hay sao tôi hỏi tạ lưu vân vẫn mạnh hơn uy năng của em hiện tại có thể chiến đấu với hai pháp thân của cửu thiên huyền nữ nhưng chưa chắc đã là đối thủ của tạ lưu vân đâu thùy họa nói trong ba người cầm cờ anh là do duyên cớ mệnh cách thất sát mà nắm giữ cờ chiêu hồn của ma đạo mộ dung nguyên duệ là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ vậy thì tạ lưu vân rốt cuộc là có lai lịch gì vậy em nhìn không thấu được người có thể mượn kiếm nhập đạo rất ít để từ nhân đạo lại càng ít nữa em đến tận hôm nay cũng không thể nghĩ ra được hắn ta là ai chỉ là từ bút tích bố trận ở đàm cửu long của hắn phong cách hành sự rất giống với lý thuần phong của nhân đạo lý thuần phong nào cơ chủ nhân của thôi bối đồ một trong đại đường song kiệt lý thuần phong đại đường song kiệt là chỉ viên thiên cương và lý thuần phong hai người bắt tay viết nên lịch sử loài người viết thành thôi bối đồ. Viết từ lúc đại đường thịnh thế đến sự xâm lược của liên quân tám nước, một cách vô cùng chính xác. Viên Thiên Cương sau khi chết đã thăng thiên đến tổ đình nhân đạo, việc này trong đạo tàng có ghi chép rõ ràng, còn Lý Thuần Phong thì từ sau khi thôi bối đổ xuất thế, đã luôn bật vô âm tín. Tương truyền rằng ông ta còn lưu luyến không nỡ cắt đứt nhân quả hồng trần, đã luôn ở niết bàn nhân gian chuyển sinh. Tạ Lưu Vân là mượn kiếm nhập đạo, Lý Thuần Phong lại là nguyên thần hợp đạo, hai người này không thể nào là cùng một người đi. Tôi hỏi, ai mà biết được chứ, thôi bối đồ có thể nhìn ngó thiên cơ, bản thân Lý Thuần Phong tự nhiên cũng có thể giấu giếm, lừa dối. Thế nhân chỉ biết ông ta đã tạo ra sách lục nhậm âm dương lưu truyền đời đời, ai mà biết ông ta sau này liệu có lại làm ra một bộ lục nhậm âm dương kiếm không? Ba ngàn năm mặt Pháp, thật sự là sự nổi dậy của nhân đạo. Không những xuất hiện trương đạo lăng, kiếm tiên lữ thuần dương, còn có viên thiên cương, lý thuần phong, toàn chân tổ sư vương trọng dương, phó đăng tổ sư trương tam phong, những người này nếu không phải do cơ duyên khan hiếm ở thời đại mạt Pháp, bất cứ người nào cũng có tiềm năng trở thành thiên tôn cả. Ngược lại, tiên đạo vẫn luôn thủ hộ thiên đình chúng thần trên chiến thắng xưa của họ, lần này người lãnh đạo vẫn là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ. Còn ma đạo không chỉ sát phá lang tam tinh hội tụ không còn vốn liếng ban đầu, còn mất đi một lưu phong thiên tôn, đến số khí cạn kiệt như giã tiên cũng muốn đẻ đầu cưới cổ. Sau khi xuống núi, Khương Tuyết Dương triệu tập tướng sĩ các bên mở cuộc họp ở đỉnh nghị sự thảo luận về việc phát binh đi Nam Cương. Giống như cô ấy từng nói trước đây, binh mà ma đạo có thể dùng tuyệt đối không nhiều. Lần này Thùy Họa chỉ có một mình từ âm ti trở về, không mang về bất cứ đệ tử ma đạo niết bàn nào ở thành chết oan cả. chương 287, tình khó kiềm nén thai. Việc này có liên quan đến Phật gia, sau khi cô ấy thức tỉnh thúc mệnh, lập tức biết được phá quân luôn ở âm ti sẽ đánh chủ ý lên thành chết oan. Đến lúc đó có cô ấy thống binh, trong tình huống mạnh bà không xuất hiện, Âm sai quỷ tướng của Âm Ty sẽ không thể ngăn cản đệ tử Niết Bàn của Ma Đạo xuất thành. Cho nên cô ấy mới vội vàng cùng tôi cáo biệt, quay trở về Âm Ty. Sau khi cô ấy trở về Âm Ty, tuy thực lực không thể khôi phục trong một thời gian ngắn, nhưng nếu tùy họa muốn mang binh ra khỏi thành thì vạn phần khó khăn. Chỉ cần một sắc lệnh, Âm Ty không biết sẽ có bao nhiêu kẻ quyền thế nguyện ý xuất chiến vì cô ấy đâu. Trên thực tế, nếu cô ấy không nhập thế luân hồi, dựa vào nguồn dự trữ quân lực khổng lồ của Âm Ty, cũng sẽ không bị nhân đạo ở nhân gian chèn ép nhiều như vậy. Trong trận chiến phong thần, tiên đạo chiếm cứ thiên đình đạt được lợi ích lớn nhất, tiếp đó là âm ti, không biết đã có bao nhiêu vong hồn nhập vào lục đạo luân hồi, khí số của âm ti đã tăng vọt đến mức có thể tranh phong với thiên đình. Cũng may, lần hạo kiếp này là tam giới liên đới, trước khi hoàn thành huyết hải phù đồ, âm ti vẫn sẽ không can thiệp vào nhân quả của nhân gian. Hơn nữa mà đạo hộ pháp thiên tôn phá quân đã diệt, mà đạo tổ sư đã chết tại vực trả hồn, ngược lại là âm ti nợ ma đạo tôi nhiều hơn. Tuy âm ti không muốn tà ma căm ghét tất cả sinh linh, nhưng lại là kẻ thù lớn của tất cả người tu hành, cũng là bàn tay ở phía sau giấy lên trận chiến phong thần. Đợi đến lúc thời đại mạt Pháp kết thúc, bọn họ nhất định vẫn sẽ nhập thế làm kẻ thù của đạo môn. Tu đạo không nhập luân hồi, chỉ điểm này thôi đã định sẵn âm ti và đạo môn không đội trời chung rồi. Đạo tổ hứa hẹn xuất 3.000 binh, không biết các vị ai nguyện ý tham chiến đây. Khương Tuyết Dương hỏi, lời này vừa dứt, các vị chiến tướng ma đạo lập tức đứng dậy yêu cầu được tham chiến. Lưu Phong vũ đảm nhiệm thủ lĩnh mới của hồ tộc Thanh Khâu, ngay lập tức biểu thị hồ tộc Thanh Khâu nguyện ý xuất ra 3.000 binh tinh nhuệ. Bạch Hà Sầu cũng không hề chảnh mảng mà lo việc nghĩa, nói rằng nguyện ý mang theo 3.000 âm nhân tiến giết núi không minh. Ngoại trừ bọn họ, còn có thủ lĩnh tạm thời của thống soái âm hồn, sư mẫu Phụng Lăng Nguyệt của tôi cũng yêu cầu được tham chiến, bà nói rằng âm hồn không sợ lưu độc của cổ trùng, nhất định sẽ lập kỳ công lưu độc của cổ trùng ở núi không minh thật sự rất nan giải tu hành không đủ thâm sâu mà đi vào núi không minh sẽ vạn phần hung hiểm phụng lăng nguyệt nói không sai thể trạng của âm linh tuyệt đối có thể bỏ qua lưu độc cổ trùng nhưng chiến lực của âm hồn có hạn núi không minh là trận chiến đầu tiên của ma đạo lần này chúng ta cần đánh ra khí thế của ma đạo ta và các ngươi ai ai cũng đều dũng cảm không sợ chết nhưng trận chiến này ta không chỉ muốn giành chiến thắng mà còn phải chấn động thiên hạ khương tuyết dương nói ma đạo yếu thế thiên hạ âm nhân tuy nhiều, nhưng trước đây khi chưa nhìn thấy tiềm năng có thể tái xuất của ma đạo, ma đạo luôn nằm trong trạng thái phiêu diêu. Không giống như ở thời đại hỗn loạn, ở thời đại hỗn loạn đạo Pháp chưa hưng thịnh, đạo tổ có thể mượn danh nghĩa truyền đạo để tập hợp lòng dân, còn hiện tại đạo Pháp vạn vật xuất hiện dư thừa bước vào thời đại mạt Pháp. Khó mà mượn danh nghĩa truyền đạo để thu phục lòng dân, phải hứa hẹn cho họ những lợi ích thiết thực mới được. Ma đạo hiện tại vừa nghèo vừa yếu, thứ có thể đem ra chỉ có tiềm năng mà thôi phải làm cho họ biết được tương lai ma đạo hy vọng có địa vị ngang hàng với nhân tiên hai đạo thì họ mới phục tùng ma đạo không phải là muốn hoàn toàn chinh phục bọn họ mà là nếu không như vậy ma đạo sẽ không có chỗ đứng vậy thì cái gọi là chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài trong giáp lý tương lai cũng không cách nào thi triển được Tỷ như mánh khóe của trợ quỷ nếu như ma đạo kiểm soát thiên hạ thì nó ắt sẽ bị xóa bỏ triệt đề nhưng nếu như ma đạo không thể khởi dậy thì ma đạo làm gì có tiếng nói trong loại chuyện này ma đạo không có lòng tranh bá, nhưng nhất định sẽ không từ bỏ giáo lý của mình. Xét cho cùng, ba đạo phong tranh vẫn là vì giáo lý của riêng mình, đạo bất đồng bất tương vi mưu, còn giáo lý vốn là nền tảng của thiên hạ. Kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận là, hồ tộc thanh khâu cử hai vạn quân tinh nhuệ, do lưu phong vũ lãnh đạo, đệ tử âm nhân ma đạo và âm hồn cử 500 người, âm nhân do bạch tham quân thống lĩnh, âm hồn do thùy hỏa kiểm soát. Còn ta thì sao, sư mẫu của tôi không cam tâm hỏi. Kỳ thực ai cũng có thể nhìn ra được, bà ấy muốn cùng Bạch Hà Sầu xuất trinh. Từ sau khi đến thành Thanh Khâu, tình cảm giữa sư mẫu của tôi và Bạch Hà Sầu đã khôi phục viên mãn. Thực ra trước đó họ vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn, chỉ là do Bạch Hà Sầu không muốn bà ấy biết quá nhiều việc liên quan đến tôi, cũng không muốn bà ấy bị liên lụy vào mà thôi. Người sẽ ở lại thành Thanh Khâu tiếp tục công việc sản xuất giấy của mình, nhân gian đang gặp phải tai họa loạn thế, mỗi ngày không biết có thêm bao nhiêu âm hồn, những âm hồn này đều đang tìm đến cổ địa Hàn Hoang thuật làm giấy ngự quỷ của người là chỗ dựa của ma đạo, nhân tộc đã bị nhân đạo chiến cứ quá lâu rồi, chiến lược lớn nhất của chúng ta trong tương lai chính là đến từ âm linh quỷ mị đấy. Được, sư mẫu nhận lời, sau khi sư mẫu đến hàn hoang, đã bắt đầu dạy những nữ tử chân yếu tay mềm của hồ tộc thanh khâu thuật làm giấy để ngự quỷ, tạo cho những âm hồn đến hàn hoang một chốn dung thân. Âm hồn không quản đường xa đi từ Trung Nguyên Phúc Địa đến Hàn Hoang, bản thân vốn có tâm trí vô cùng mạnh mẽ. Sau khi có người giấy làm âm thân, Chiến lực thậm chí còn mạnh hơn cả Bạch Quỷ Nguyên Thân. Quỷ binh của Ma đạo tôi hiện tại không hề thua kém âm binh mượn đường mà tôi gặp lúc trước. Đêm đến, tôi cùng Thùy Hỏa về phòng nghỉ ngơi, nến đỏ lập lòe, làm tăng thêm vài phần bầu không khí khuê phòng. Từ lúc thành hôn, chúng tôi gặp nhau thì ít, chia xa thì nhiều, số lần chung giường đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói đến chuyện mây mưa, ngay cả thân thể thiếu nữ mềm mại dưới lớp áo giáp nặng nề của cô ấy tôi cũng chưa từng chạm vào. Thùy Hỏa cũng nhận thấy tâm ý của tôi áo giáo nặng nề vẫn chưa được mở, mặt cô ấy liền đã đỏ ửng. Đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ là ôm nhau ngủ, chỉ cho phép tay tôi tùy ý, không được phép vận động. Khi hỏi nguyên do, câu trả lời là, em và anh chưa chứng đắc thiên tôn, trước khi có đạo thể, âm dương khác biệt. Đây không phải cố ý đẩy tôi ra xa, bởi vì bản thân cô ấy cũng đang có dáng vẻ phong tình khó kiểm soát. Tôi là thuần dương nhập đạo, cô ấy là thuần âm nhập đạo, lúc này âm dương giao hợp sẽ phát sinh biến hóa khó lường, so với lúc tôi không có tu đạo trước đây vẫn quá hung hiểm. Thiên tôn có thể tu đạo thể, có đạo thể rồi sẽ không còn cấm kỵ âm dương nữa. Anh có phải đã hối hận khi cưới em rồi không? Thùy họa dựa vào ngực tôi hỏi, sao có thể hối hận, nói rồi tôi đưa tay vào sâu trong ngực cô ấy, trêu chọc làm cô ấy không dám mở mắt nữa. Có đủ loại túc mệnh, đủ loại nhân quả, không biết tu bao nhiêu năm mới có được đoạn duyên phúc này với Thùy họa Cho dù chỉ là một hơi thở, một ý nghĩ, một sợi tóc, lòng tôi đều cảm thấy vui vẻ vô cùng. Yêu cô ấy sâu đậm, sâu đến không thể đo lường. chương 288, Túc Mệnh Tương Phùng 1 Tuy rằng Tạ Lưu Vân nói kỳ hạn là 3 tháng, nhưng chúng tôi đều biết rằng cứ kéo dài thêm một ngày thì trong núi không minh càng thêm một phần hung hiểm. Do đó, ba ngày sau chúng tôi đã đem quân rời khỏi thành thanh khâu tiến đến Nam Cương. Lúc này nhân gian đã thiên tai khắp nơi, chỉ có vùng Trung Nguyên Phúc Địa là vẫn có thể duy trì thế cân bằng trước đó, nhưng lòng dân vẫn hoảng loạn các thành thị ở quan ngoại đã mất vẻ phồn hoa trước đây, giã tiên hoành hành ngang ngược, giữa ban ngày ban mặt đi đâu cũng có thể bắt gặp kẻ ác quỷ giả danh Bồ Tát. Đặc biệt là ở vùng biên giới núi Trường Bạch, chúng tôi thậm chí còn bắt gặp hoàng bì tử tiên chưa hóa hình người mặc quần áo của con người, dắt một người phụ nữ vừa quỳ vừa bò mà đi. Ở nông thôn nằm sâu trong núi, người dân phải quỳ bái yêu tộc, làm nô lệ để mà sống, cho dù như vậy, thỉnh thoảng vẫn có người sống bị hiến tế, cống nạp cho sói, hổ, báo để thỏa lòng tham của chúng. Ngạo hàn kiểm soát đại miếu nhưng lại không hề đóng góp gì trong việc quản lý lũ giã tiên, lúc Hồ Tam Thái ra tại vị, yêu tộc cũng không hung hăng ngỗ ngược như vậy, đổi lại bây giờ là hắn, người còn không bằng chó, đến tôn nghiêm của loài người cũng không có. Từ hàn hoang đến sơn hải quan, những gì chứng kiến trên đường đi đã khiến tôi sát cơ ngút trời. Tôi không nguyện ý nhìn yêu tộc đội lốt thú, càng không nguyện ý nhìn muôn thú nô dịch bắt nạt con người. Gặp là phải giết, cũng như tôi, Thùy Họa liền muốn đem theo 3.000 đệ tử ma đạo tiến giết đại miếu. Người niệm công đức thì ít, đa số là kẻ muốn thỏa mãn bản năng dã thú. Giáo điều cho giã tiên ở đại miếu là vô ích, sự thật là chúng nên bị giết. Chỉ tiếc là, hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm để khai chiến với giã tiên. Núi không minh mới là đại động của đại yêu, không giải quyết được cổ ma Bạch Lý Xuân Thu, chỉ có thể tạm thời để giã tiên ở quan ngoại tác quái. Mang 3.000 đệ tử ma đạo hành quân, nếu như không ngự kiếm phi không, thì cho dù chúng tôi hành quân xuyên đêm, cũng phải mất 7 ngày mới đến biên cương Nam Cương không giống lần trước, lần này đạo môn xuất binh khoảng 10 vạn, cả nước chấn kinh. Cho dù diệt thế hạo kiếp có đạo môn ứng kiếp, nhưng ở bốn phía biên giới Nam Cương thập vạn Đại Sơn tôi vẫn nhìn thấy một số lượng lớn người tục thế tập hợp lại, có quân nhân, bác sĩ, người dân thường, kiểu người nào cũng có. Họ đặt kỳ vọng lớn vào đạo môn chúng tôi, không quản nguy hiểm đi đến Nam Cương, chính là để tiến đệ tử đạo môn. Nhìn thấy ánh mắt háo hức mong chờ của bọn họ, lòng tôi nặng chịu cảm giác sứ mệnh. Thế nhưng đến khi đệ tử ma đạo chúng tôi hiện thân, vẫn giấy lên một màn nhốn nháo. Bởi vì trên cờ hiệu của chúng tôi viết một chữ MA, mà ma đạo đã biến mất khỏi nhân gian rất lâu rồi, bọn họ không biết trên thực tế ma đạo chúng tôi cũng là một trong ba nhánh lớn của đạo môn, mà lại đối đãi với chúng tôi như đối đãi với tà ma. Đặc biệt là khi 500 quỷ binh dưới chướng thủy họa xuất hiện, càng khiến cho dân chúng khủng hoảng. Thấy như vậy, trong lòng tôi thở dài một trận, có trách chỉ trách ma đạo biến mất ở nhân gian quá lâu, người trong thiên hạ đã quên đi giáo lý của ma đạo rồi. So với lối cai trị theo cách vô vi của nhân đạo, phân cấp bậc cao thấp như tiên đạo, chỉ có chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài của ma đạo chúng tôi mới là phù hợp nhất với xã hội trước kia. Trên thực tế, 3.000 năm thời đại mạt Pháp, cho dù ma đạo không tại thế, nhưng giáo lý vẫn không hề ngừng sinh sôi nảy nở. Chỉ là so với pháp luật mọi người bình đẳng, giáo lý của ma đạo chúng tôi càng rộng lớn hơn, bao gồm cả lục đạo, thậm chí là cả tam giới. Cơn khủng hoảng do ma đạo giấy lên rất nhanh đã lắng xuống, bởi vì Tạ Lưu Vân đã nhanh chóng an bài các đạo thống lớn bác bỏ tin đồn xấu cho ma đạo, nói rằng MA này không phải MA kia, là một nhánh của đạo môn. Ngoài người tục thế gia, biên giới của Nam Cương thập vạn đại sơn còn tụ họp hàng vạn âm nhân, thầy trừ ta, Chu Hữu Khả, tiên sinh hai ngón, người làm giấy, thần bà thần hán, quy mô vượt xa tiết hạ nguyên năm đó ở Đàm Cửu Long. Tôi biết rằng trong bọn họ nhất định có đệ tử ma đạo chỉ là trước khi nhìn thấy tia hy vọng ma đạo tái xuất, họ thà rằng chấp nhận bị nhân đạo và tiên đạo đàn áp, cũng không nguyện ý một lần nữa quy nhập cánh cửa ma đạo. So với ba vạn đại quân của nhân đạo, tiên đạo, giã tiên, ba nghìn đệ tử ma đạo chúng tôi, rõ ràng lại làm họ thất vọng rồi. Bọn họ không thể hiện ra mặt, cho dù thiên hạ âm nhân đều biết tôi là ma đạo tổ sư, thùy họa là phá quân, cũng không hề có ai bước đến kính lễ với bọn tôi cả. Cũng không phải tất cả mọi người đều im lặng, Cuối cùng lúc tôi đứng trong đại quân tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, có một thần bà lên tiếng gọi tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, đó lại là vị thần bà của Tiểu Vương Trang, chính là Vương Trang bị tiểu phương náo loạn mà chết trên bờ. "Đạo tổ, thiên hạ âm nhân đều đang nhìn người, mà đạo có thể tái xuất hay không? Trận chiến này là vô cùng quan trọng." Thần bà nói với tôi. "Ừm, chương 289, Túc Mệnh Tương Phùng 2." Bà ấy nói xong, tôi bèn quay người muốn rời đi, nào ngờ thần bà đột nhiên lớn tiếng la lên đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng thần bà vương ngọc lan xin được tiến biệt đạo tổ thần bà niệm xong câu này liền hướng tôi quỳ xuống đỡ cũng không chịu đứng lên không biết là do nhận được sự cảm hóa từ bà ấy hay những đệ tử ma đạo đang ẩn mình trong thiên hạ âm nhân nhớ lại những tháng ngày vinh quang của ma đạo trước kia nữa tôi thấy người người nối nhau hướng tôi mà quỳ xuống hô lên câu nói y hệt như thần bà khi nãy đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng tuy tâm ý của họ không đủ kiên quyết nhưng tôi vẫn nhìn thấy từ trong mắt họ sự thật tâm mong chờ và hy vọng. Nếu nói trong chúng sanh ai là người hy vọng nhìn thấy ma đạo tái xuất nhất, e là chỉ có họ thôi đó. Ai cũng sẽ có lúc yếu lòng, niềm tin lung lay, điểm này tôi không hề trách họ, muốn trách chỉ trách đạo tổ tôi đây đã không trao hy vọng cho họ mà thôi. Đảo Kim Ngao bị chìm, mà đạo 3.000 năm không xuất hiện, phá quân, tham lang ở kiếp cuối cùng mới cùng thất sát tương phùng. Về điều này, tôi có thể nói gì đây? Tôi chắp tay với họ, xoay người tiến vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, vừa đi vừa niệm, ngũ hành tùy ngã nhầm ý du, Tây Hải chúng sinh ra hữu duyên. Mãn quan hùng đạo chân như thiết, vô danh cung nổi tấn thiện ngôn. Ý nói, ngũ hành theo ta mà đi, chúng sinh ở Tây Hải đều là có duyên phận, mãn quan hùng đạo chắc như sắt thép, có những lời tốt đẹp trong cung miệng vô danh. Sau khi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, hành quân không hề dễ dàng như ở nhân gian. Rắn độc khắp nơi, nghiến răng hút máu, càng trướng khí mịt mù hơn, lưu độc của cổ trùng, lần này ma đạo xuất quân hầu như đã cạn kiệt tất cả vật tư bình tuyết phách thanh linh đan mà tôi mang về cũng đã được khương tuyết dương sau khi phân giải làm thành vô số viên thuốc giải độc rồi nó rất hữu ích còn được cô ấy đặc biệt khen ngợi một phen đan dược hiện giờ của ma đạo đều là do khương tuyết dương mang về lúc cô ấy rời khỏi toàn chân giáo ngoài ra hàn hoang sản xuất cực kỳ ít không đủ cho tộc nhân ở thanh khâu sử dụng ma đạo gấp gáp muốn xuất thế cũng có liên quan đến việc này sản địa tiên dược linh đan ngày nay đều bị nhân tiên hai đạo, cũng như giã tiên chiếm cứ, đặc biệt là giã tiên, bọn chúng chiếm núi Trường Bạch, là nơi phong thủy bảo địa, tiên thảo linh dược tuy không thể sánh với côn lôn, nhưng vẫn dồi rào so với nhân đạo. So với nhân đạo, tiên đạo, giã tiên, mà đạo chúng tôi tuy gấp rút lên đường, nhưng cũng chính là bên cuối cùng đến nơi. Đến muộn cũng có cái lợi của đến muộn, trên đường hành quân đến núi không minh, thứ chúng tôi thấy đa số đều là xác chết của yêu thú và cổ trùng, đến lưu độc cũng đều bị quét sạch, trước núi không minh, ba bên đã kết trận đóng quân xong. Chỉ trừ lại cho ma đạo một chỗ xa nhất, nước xung quanh bốc mùi hôi thối, làm cho A Lê thường xuyên phải cau mày. Thật ra lúc đến Khương Tuyết Dương đã trách tôi, không nên mang theo A Lê đến đây. A Lê là con át chủ bài của chúng tôi, mũi tên của tiểu nha đầu này không ngừng tiến bộ, hoàn thiện thần tốc. Sẽ là điều cấm kỵ nếu để người khác nhìn thấy thần tiến hiện tại của cô bé. Tôi bất đắc dĩ đã đáp ứng tạ Lưu Vân trước rồi, thân là đạo tổ không thể vô cớ thất tín được vừa ổn định xong tạ lưu vân đã phái người mời tôi đến quân trại của hắn được mời còn có thủy họa a lê và bạch hà sầu nữa bốn người bọn tôi nhất định không cùng đi hết cuối cùng là tôi và thủy họa đến điểm hẹn trong quân trại của tạ lưu vân có rất nhiều gương mặt quen thuộc hứa tấn của phủ thiên sư trưởng giáo của bốn đạo thống lớn khác cũng như chín vị đệ tử hộ pháp của nhân đạo ngoài người của nhân đạo cùng chủ giao trì của tiên đạo cũng tự mình đến mộ dung nguyên duệ cũng có mặt còn có vài vị nửa bước thiên tôn của tiên đạo nữa trong giã tiên có băng long ngạo hàn xà tiên liễu như thị hoàng tiên hoàng nhị đại gia khôi bà bà và những thủ lĩnh khác cũng nằm trong danh sách lúc tôi và thùy Hỏa bước vào mọi người đều quay đầu nhìn về phía chúng tôi bày ra nhiều biểu tình khác nhau người có danh cây có bóng phá quân của ma đạo quay về từ âm ti ai dám khinh miệt đến mức tôi mặc dù mang danh là ma đạo tổ sư sức ảnh hưởng vĩnh viễn không thể bằng thùy Hỏa. trong những người này có vài người đã từng gặp qua thùy Hỏa cũng có những người đây là lần đầu gặp cô ấy. Tỷ như người cầm cờ hiện tại của Côn Lôn, Mộ Dung Nguyên Duệ, cô ấy là lần đầu gặp mặt Thùy Hỏa. Lúc cô ấy đến trận chiến Đàm Cửu Long thì Thùy Hỏa đã tẩu thoát rồi, lần này mới là lần đầu hai người họ chạm mặt. Mộ Dung và Thùy Hỏa, kẻ thù vận mệnh một khi tương phùng, ánh mắt của mỗi người đều khóa chặt trên người đối phương. Trong một thời gian, trong quân trại của Tạ Lưu Vân dâng trào sát khí. Hắn nhất định đã đoán ra thân phận của Mộ Dung, ánh mắt không ngừng nhìn hai người. Chỉ là, cho dù là hắn đi nữa cũng không dám quấy nhiễu sự tương phùng túc mệnh giữa hai người. chương 290, âm cực sinh sát một Mộ dung nguyên duệ mang mặt nạ đồng băng lãnh, biểu cảm trên mặt bị che khuất, nhưng biểu tình trong đôi con người kiến thủy thu đen trắng rõ ràng của cô ấy, hàn ý ngút trời. Thủy họa đầu đội lông chim trĩ, áo giáp nặng đen như nước, tay cầm gán đao. Mặc dù quân uy chưa phân rõ, nhưng dấu vết của sát khí từ trong túc mệnh vẫn làm sao động nhân tâm. Có những người sinh ra đã là tướng, được sinh ra là để chiến đấu. Phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo, cửu thiên huyền nữ của tiên đạo. Cả hai đều là nữ tử, Xong, ở trận chiến phong thần, hai người tỏa sáng muôn phương, nghìn năm sau, thế nhân vẫn cảm thán vô tận khi nhắc đến quý danh cấm kỵ của họ. Không phải tất cả mọi người trong quân trại đều biết lai lịch thật sự của mộ dung nguyên duệ, nhưng điều này không ngăn cản việc cả hai trở thành tiêu điểm. Hóa ra người chính là Hoàng Hà Nương Nương ở Đàm Cửu Long. Mộ Dung Nguyên Duệ lên tiếng trước phá tan sự im lặng. Thì sao, Thùy Hỏa kiệm lời như kiệm vàng. Ha ha, Mộ Dung Nguyên rể quét mắt về phía tôi, cười lạnh một tiếng rồi không nói nữa. Từ lúc chúng tôi bước vào, Liễu Như Thị và những người khác luôn dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn tôi và Thùy Hỏa. Trận chiến hàn hoang trước đây không lâu, chúng tôi còn binh kiếm gặp nhau, giết nhau đến nỗi trăng máu hiện hình, máu chảy đầy đất, hôm nay lại hội tụ cùng nhau, liên thủ tác chiến. Không chỉ giữa tôi với giã tiên có thù, người của nhân đạo, tiên đạo cũng cực kỳ cấm kỵ với chúng tôi không khí trong quân trại nhìn thì có vẻ hài hòa, nhưng thực tế sát khí thâm sâu không kém gì núi không minh. Hôm nay bốn bên quy tụ, chỉ để đối phó với cổ ma Bạch Lý Xuân Thu, tất cả ân oán gác sang một bên nhé. Tạ Lưu Vân nói, núi không minh có 72 đỉnh, ngoài đỉnh thứ ba có cổ vương nhìn mắt đã bị quét sạch ra, vẫn còn 71 đỉnh cần phải tiêu diệt. Trong 71 đỉnh còn lại không chỉ có cổ trùng gây họa còn có yêu thú tà ác bị kiểm soát bởi ý chỉ cổ ma hội tụ, có những yêu thú chiến lực của chúng thậm chí không hề kém cạnh thủ lĩnh của giã tiên, cổ vương ở 71 đỉnh kia ai ai cũng có chiến lực nửa bước thiên tôn, đỉnh cao hợp đạo thì vô số, cảnh giới nguyên thần lại càng khó đếm xuể. Chỉ cần chiến lực của một đỉnh thôi, đặt ở nhân gian cũng đã là sự tồn tại của một siêu cấp đại đạo thống rồi. Nếu muốn càn quét toàn bộ 71 đỉnh, đạo môn tuy có 10 vạn đại quân, nhưng đó cũng sẽ là một cuộc chiến gian chân. Muốn tiến hành sắp xếp một cuộc tác chiến tỉ mỉ, phải đưa ra tất cả pháp bảo, pháp trận, bùa chú, thần binh mới được. Mấu chốt là chúng tôi không thể thua, nếu như để cổ ma Bạch Lý Xuân thu tập hợp được ma thể, trong tình huống thiên tôn không xuất hiện, thì không ai có thể ngăn cản được hắn đâu. Cho dù là ngưng tụ lòng dân, liều mạng chiến đấu, thì thương vong nặng nề cũng không phải là điều mà đạo môn có thể chịu được. Năm đó lưu phong thiên tôn rơi xuống, sao rơi như mưa, chấn động toàn bộ đạo môn. Còn trận chiến hàn hoang khi ấy, thiên tôn ở phương đông của ma đạo tôi chỉ mới triển lộ thần niệm đã làm kinh sợ dã tiên, bảy vạn đại quân không dám hành động. Ở Huệ Tề Quán, lúc Khương Tuyết Dương mời thần nhập thân, không ai là không biến sắc cả. Đó chính là uy nghiêm của thiên tôn, thiên tôn không thể hổ thẹn. Trong cuộc chiến phong thần, thiên tôn tham chiến tuy nhiều, nhưng cũng không hề ra tay với binh chủng chiến lược cấp thấp, nhiều nhất cũng chỉ mượn phân thần tham chiến, hoặc là sẽ chĩa mũi giáo ra tay với những người có chiến lược đỉnh cao nửa bước thiên tôn thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, các bên đều có thiên tôn, người ra tay với đệ tử bình thường, ta cũng sẽ ra tay với các ngươi như vậy. Nhưng nếu như Bạch Lý Xuân thu tập hợp được ma thể, có thể hắn sẽ không kiêng kỵ như vậy. Đừng nói hắn sẽ ra tay với đệ tử cấp thấp của đạo môn, ngay cả bách tính phàm tục cũng nằm trong sát tâm của hắn. Thế nào là ma quỷ? Không có điều kiêng kỵ, không từ thủ đoạn, bóp méo mọi quy luật, hủy diệt mọi lý tính mới có thể gọi là ma quỷ. Mọi sự lương thiện và đẹp đẽ phải bị xóa sạch, tất cả mọi sự tà ác méo mó đều nằm dưới chướng nó, đó mới là bản chất của ma quỷ. Lần này đại quân bốn bên nhìn vào thì nhiều người, nhưng nửa bước thiên tôn cũng không quá 30 vị, quá nửa trong đó đều là người của tiên đạo. Nhân đạo chiếm 10 người, giã tiên sau khi vận khí tăng vọt, cũng có thêm ba nửa bước thiên tôn. Chỉ riêng ma đạo chúng tôi là chỉ có duy nhất thủy họa là đã thăng đến nửa bước thiên tôn. Tên của A Lê không nằm trong phạm vi đo lường tu vi của đạo tàng, còn tôi tuy sở hữu chiến lực của nửa bước thiên tôn, tu vi chỉ thuộc phạm trù cảnh giới hợp đạo mà thôi. Hơn nữa so với ba vạn đại quân mà ba bên bọn họ đưa ra, mà đạo chúng tôi chỉ có ba nghìn đệ tử, nhìn thoáng qua cũng thấy được ai mạnh ai yếu rồi. Núi không minh có kết cấu rừng đá, các đỉnh núi độc lập với nhau, không nên chia quân ra để tác chiến, chỉ có thể mở từng chiến tuyến một, từ từ lập sách lược. Vực sâu huyết luyện nằm ở nơi cuối cùng của 72 đỉnh, cho nên trước khi muốn phá hoại nghi thức cúng tế đánh thức cổ thần tông, phải đem 72 đỉnh toàn bộ quét sạch. chương 291, âm cực sinh sát 2 qua nghiên cứu bốn bên chia quân thành bốn đường tiến vào núi không minh tự mình chiến đấu nếu như không gặp kẻ địch thì sẽ đến cứu trợ cho bên khác tiến binh thần tốc nghi thức đánh thức bạch lý xuân thu nhất định phải nhanh chóng bị đánh gãy vì muôn dân trong thiên hạ trừ ma bảo vệ đạo các bên quay về chuẩn bị xuất binh thôi tạ lưu vân nói sau khi rời khỏi quân trại của hắn tôi và thùy hỏa quay trở về trại của chúng tôi chiến tuyến ma đạo được phân ở ngoài cùng bên phải nhìn thì chiến sự phía trước không nhiều chỉ có lác đác chín đỉnh núi, nhưng ở nơi cuối cùng chiến tuyến này của chúng tôi, lại là bá chủ ông chúa có chiến lực mạnh nhất trong 72 đỉnh. Hơn nữa ở chiến đỉnh núi này, có 4 trong 10 kẻ đứng đầu về chiến lực. Nói một cách tương đối thì, ma đạo không vì số lượng người ít mà được yêu ái. Về độ tàn khốc của cuộc chiến, dường như là ngang bằng với ba bên bọn họ. Đối với việc này, tôi không hề nói gì. Tuy tôi biết tạ Lưu Vân phân bố quân như vậy là bất công với ma đạo tôi, nhưng điều chúng tôi muốn làm là một trận chiến dạng danh nếu như không chia sẻ trọng trách cùng ma đạo thì không cách nào nói đến chuyện vang danh tu luyện suốt một đêm sáng sớm ngày thứ hai ma đạo chính thức tiến quân vào núi không minh trận chiến này không chỉ là liên thủ tác chiến đồng thời cũng là một cuộc thi giết chóc chúng tôi còn chưa tiến vào chiến cứ các bên đã lần lượt nhận được tin vui truyền đến rồi tin vui truyền đến đầu tiên là của quân đoàn dã tiên dã tiên vốn được sinh ra ở núi rừng hoang dã dựa vào bản năng thân thú, thứ mà họ gặp ở trận chiến đầu tiên là ác thú ma sói ba mắt bị khống chế bởi khuyển cổ. Giã tiên dùng cơ thể thú đối đầu với cơ thể thú, lúc băng long ngạo hàn áp xuống uy lực của long tộc, tam phương giã tiên hóa thành hình thú lần lượt gầm rú, trực tiếp nghiền nát và quét sạch toàn bộ đỉnh khuyển cổ. Sói vương khuyển cổ cuối cùng, bị băng long ngạo hàn dùng sức mạnh của mình chém nát nguyên thần. Âm gian có trăm quỷ, nhân gian cũng có trăm cổ. Như kim cổ, ngân cổ, điên cổ, tình cổ, trưởng trùng cổ, biên đoàn cổ, bướm cổ, ma lý nhân cổ, những loại cổ nuôi tại nhà cũng như những loại cổ ở khắp mọi nơi. Những loài cổ được ghi chép trong sách cổ hoặc truyền miệng trong nhân gian còn có khuyển cổ, kim tầm cổ, cóc cổ, rết cổ, thủy cổ, bò cạp cổ, quỷ cổ, ong vò vẽ cổ vân vân. Kể không hết, giống như Kim Cam Bảo có nói trong tiêu thần ký, trong dương có quái vật, như quỷ, hình dạng yêu ma của nó biến đổi, các loài tạp lai khác, như lợn chó, như trùng rắn, mọi người đều biết hình dạng của chúng nếu nó đi đến nơi của bách tính tất cả mọi người ở đó đều sẽ chết cổ vương nhìn mắt mà hôm đó chúng tôi giết thuộc rết cổ giỏi điều khiển loài giáp sát bỏ sát sống dưới lòng đất còn thứ mà dã tiên gặp là khuyển cổ ký sinh trong cơ thể ác thú mà sói ba mắt cố hữu ở núi không minh mị hoặc tâm trí khiến nó phục vụ cho khuyển cổ vương có những loại cổ cơ thể chúng vốn dĩ không lợi hại nhưng lại giỏi ký sinh nếu như ký sinh trên thân thể của những ác thú mạnh thì chiến lược thật sự không thể khinh thường được đâu sau khi giã tiên giành được chiến thắng đầu tiên, rất nhanh tiên đạo bên kia lại có tin vui chuyển đến, tiên đạo đã dùng trận canh kim kiếp lôi pháp khổng lồ quét sạch đỉnh quỷ cổ. Trong ngũ hành, quỷ thuộc mộc, cây hòe có liên quan đến quỷ, cổ vương của đỉnh quỷ cổ chính là do cây hòe gai thành tinh hóa thành, thứ mà nó khống chế cũng là sơn tinh giã quái thuộc tính mộc. Mà canh kim kiếp lôi pháp của tiên đạo vừa hay lại là khắc tinh của quái thuộc tính mộc, một đạo đạo kiếp lôi đã làm sáng cả một bầu trời. Tên hòe gai cổ vương cuối cùng, bị các vị nửa bước thiên tôn của tiên đạo liên thủ bắn chết. tin vui của hai bên làm cho sĩ khí đại quân của đạo môn được nâng cao, chiến ý ngút trời. tiếp theo nhân đạo lại truyền đến tin vui, đại trận nam đầu ly hỏa của nhân đạo đã thiêu dụi thủy cổ, kiếm của tạ lưu vân đã chảm sát thủy cổ vương. cùng với tin chiến thắng truyền đến từ ba bên, khí số của ba nhà bọn họ cũng vô hình nhanh chóng dâng cao. ngược lại, mà đạo chúng tôi từ khi đến trước đỉnh xa cổ vẫn luôn án binh bất động. Bởi vì xà cổ vương mà chúng tôi nghinh chiến có chiến lược nằm trong năm kẻ mạnh nhất 72 đỉnh, mà đại quân xà cổ dưới trướng nó chiến lược tổng thể không hề yếu hơn quân đoàn ong chúa đâu. Rắn, đứng đầu trong ngũ độc, độc trùng có ở khắp nơi trên đỉnh xà cổ, toàn thân kịch độc, chạm vào da chúng cũng có thể chết, độc tính mãnh liệt không hề yếu hơn ba xà ở đầm lầy. Tuy ba xà cũng là kịch độc không thể so sánh, nhưng bản thân xà cổ này ngoài sản sinh ra độc tính mãnh liệt, còn có xà cổ tác quái, giỏi về việc tạo ra hoang tưởng làm rối loạn tâm trí. Một khi bị xà cổ có ý định xấu, sẽ dẫn rắn nhập cơ thể, liền sẽ xuất hiện cục diện đồng loại tương tàn. Mà đạo tôi vốn đã ít người, muốn càn quét hết rắn độc trên đỉnh xà cổ đã khó khăn muôn phần, nếu bất cẩn sẽ đẩy toàn quân rơi vào nguy hiểm. Nếu như trận chiến đầu tiên phải chịu tổn thất nặng nề, thì đừng nói đến việc ngưng tụ lòng dân, đến số khí cũng có thể sẽ giảm mạnh. Trận này đánh thế nào đây? Lưu Phong vũ hỏi, rắn và trùng khó đoán, Địch độc của chúng lại khó mà chống chọi được, chúng ta chỉ có quân đoàn 500 anh linh là không bị ảnh hưởng bởi cổ trùng mà thôi. Bạch Hà Sầu nói, tôi sẽ đi, Thùy Họa nói xong, mặt hướng về đỉnh xa cổ, bắt đầu hấp thụ âm khí của đất. Ở núi không nghinh ngoài ma ý ngút trời, thì âm khí cũng cuồn cuộn. Thùy Họa vốn là cơ thể âm linh, lúc cô ấy bắt đầu hấp thụ âm khí, tôi có thể cảm thấy được vô vàn âm khí từ bốn phương tám hướng ngưng tụ trên thân thể cô ấy. Âm khí nhập thể, khí tức của Thùy Họa cũng biến đổi. Ngoại trừ 500 quân quỷ không bị ảnh hưởng ra, những người khác đều lùi về sau, đến tôi cũng không chịu thấu khí âm lạnh lẽo từ người cô ấy truyền đến. Thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết không chỉ có thể điều khiển tiên thiên canh kim, mà còn có công náo loạn âm dương để sinh sát tức là sinh ra cái ác. Thùy họa ngưng tụ âm khí, là muốn lấy độc trị độc, âm cực sinh sát, lấy sát diệt cổ. Đao còn chưa động, sát khí ngưng tụ trên đao đã kinh động toàn bộ núi không minh rồi, ngay lúc này đây, không biết có bao nhiêu người truyền thần niệm đến chúng tôi bên này để dò xét. Kể từ khi đến núi Không Minh, trận chiến đầu tiên của Ma đạo chính là từ một đao của Thủy Họa mà bắt đầu. Âm cực sinh sát, chảm, chương 292, cuộc đua giết chóc một. Với đòn tấn công bằng đao của Thủy Họa, toàn bộ đỉnh sà cổ bị đao khí của cô ấy chém nứt làm hai, nổ tung vang dội. Không biết đã có bao nhiêu rắn độc chết dưới sát khí của tịch ma đao, trong đó một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra từ chính miệng của Sà Cổ Vương. Xà cổ vương vốn mang thân thể của một kim xà, nhưng kích thước lại lớn bằng kim long. Kim cổ và xà cổ hai cổ hợp nhất, không những lực chiến vô song, mà lực phòng ngự cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng dù rằng toàn thân vảy vàng trói mắt, nó vẫn không đỡ được nhát đao âm cực sinh sát của thủy hỏa. Những vảy vàng bị chém vỡ vụn, da thịt bị xé toạc, hình dạng vô cùng thê thảm. Thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn có tất thảy 9981 đao, trừ nhát đao quy vân cuối cùng dùng để trừ tà ra, 80 đao còn lại nửa âm nửa dương. Lần này sau khi Thùy Hỏa trở về từ âm ti, mặc dù đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vì thân phận thiên tôn chưa chứng, vẫn chưa thoát khỏi thân âm linh, nên chỉ có thể sử dụng phần cực âm của đao pháp. Âm cực sinh sát cùng dung hợp với lực sát phạt của tiên thiên canh kim, lực hủy diệt của đao này đủ để chém đôi đỉnh xa cổ. Đao vừa xuất, cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi không gió mà lay động, khí số ma đạo tăng lên đáng kể. Kim xà cổ vương trọng thương chưa chết, cồn tính phát tác, không màng tất cả mà lao về phía thủy hỏa, tuy nhiên thủy hỏa giờ đây không chỉ có uy lực của một thanh đao. Nhân lúc sát khí mà tụ âm sinh ra chưa tản đi hết, ra tay lần nữa, đao này đem kim xà cổ vương chém thành nhiều đoạn. Kim xà cổ vương thân thể chết đi, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang màu vàng chạy trốn đến vực sâu huyết luyện. Tốc độ nhanh như tia chớp, lúc này sát khí của thanh đao trong tay thủy hỏa đã tản hết, mà tôi lại không kịp xuất kiếm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vù, A Lê đã bắn ra một mũi tên, Tốc độ của kim cổ xà vương quả thật rất nhanh nhưng lại nhanh không bằng mũi tên của A Lê, một tiếng bắn trúng nguyên thần, nổ tung cả ra, nguyên thần của kim xà cổ vương liền bị tiêu diệt trong luồng ánh sáng vàng. Sau khi kim xà cổ vương chết, đệ tử ma đạo bắt đầu lao đến giết chết những con rắn con, rắn cháu còn sót lại trong đao khí của thủy hỏa. Xà cổ tuy độc, bởi vì trước đã bị thương bởi đao khí của thủy hỏa, sau nguyên thần của kim cổ xà vương lại bị tiêu diệt, nên lực chiến đã giảm đi đáng kể, chỉ còn lại bản năng phun nọc độc, đã mất đi khả năng mê hoặc lòng người. Nửa giờ sau đó, đỉnh xa cổ hoàn toàn bị ma đạo quét sạch. Trong trận chiến này, không những thủy hỏa thể hiện được uy lực dũng mãnh của tướng phá quân mà còn khiến cho đệ tử ma đạo dược lại ý chí chiến đấu. Chấn chỉnh một hồi, chúng tôi lại tiếp tục hành quân về phía trước. Một giờ sau, đến dưới chân đỉnh bọ cạp cổ, lực chiến của bọ cạp cổ khá yếu. Lần này Thùy Hỏa không thể hiện đao ý hủy diệt của thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao nữa, thay vào đó là để toàn bộ đệ tử ma đạo tham chiến. Mối nguy hiểm lớn nhất của chuyến đi này nằm ở vực sâu huyết luyện, mặc dù sức lực của Thùy Hòa tăng vọt, nhưng khí canh kim không phải lúc nào cũng có thể ngưng tụ được. Đã thế, vực sâu huyết luyện ngũ hành hỗn loạn, khi Thùy Hòa xuất đao tất sẽ phải dùng đến khí canh kim của mình, nên thương tổn thần hồn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, trong cuộc chiến thanh trừng đỉnh bỏ cạp cổ, Thùy Hòa không xuất đao lần nào nữa, mà chỉ thể hiện quân uy nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu cho các đệ tử ma đạo tôi và bạch hà sầu lưu phong vũ lưu phong sương a lê bốn người dẫn đầu đem ba ngàn đệ tử ma đạo từ chân núi một đường giết lên đến đỉnh núi mặc dù có thương vong nhưng đây là kết quả tất yếu của chiến tranh không qua tôi luyện sinh tử tương lai làm sao mà chiến đấu phấn đấu như thế nào nữa hồ tộc thanh khâu dũng cảm không sợ chết bọn họ tay cầm loan đao hô tên của lưu phong thiên tôn đặt toàn tâm toàn ý vào cuộc chiến từ đầu đến cuối Tôi chưa từng thấy một chiến sĩ nào của hồ tộc Thanh Khâu lùi bước ngay cả khi bọn họ đang đối mặt với lượng bỏ cạp cổ trùng gấp nhiều lần bọn họ. Chịu sự lan truyền từ dũng khí của hồ tộc Thanh Khâu, Bạch Hà Sầu dẫn theo 500 đệ tử âm nhân ma đạo ngay từ lúc ban đầu còn cẩn trọng, dần dần sát ý viên mãn, làm trỗi dậy cảm giác vinh dự của các đệ tử ma đạo. Các ngươi không phải chiến đấu vì bản thân mình, mà là vì ma đạo, cho người trong thiên hạ biết thế nào gọi là đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng. Bạch Hà Sầu hét lớn một tiếng, đệ tử ma đạo trong âm nhân lại tăng thêm mấy phần ý chí chiến đấu. Mặc dù lượng người không nhiều, nhưng tôi nhìn thấy ma đạo 3.000 năm sau, dũng khí vẫn chưa hoàn toàn mất đi hết. Trận chiến này đã làm thiệt hại 64 người âm nhân, không một người nào bị bỏ cạp cổ trùng giết từ phía sau, không một người nào không chiến mà lui. So với hồ tộc Thanh Khâu và âm nhân, 500 quỷ binh cũng tỏa ra ánh hào quang. Người chết thành quỷ, quỷ chết thành thích, tôi thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy bọn họ chết đi. Hồ tộc Thanh Khâu và âm nhân sau khi chết vẫn còn ba hồn bảy phách tồn tại, nếu có được cơ duyên thì có thể vào luân hồi, nếu thực lực mạnh hơn thì có thể niết bàn vào thành chết oan. Nhưng số quỷ binh này mà chết thì chính là chết thật rồi, kể cả cờ chiêu hồn cũng không thể thu thập tên của bọn họ. Chương 293, cuộc đua giết chóc hai. Nhưng may mắn thay, quỷ binh không sợ độc của cổ trùng, cho dù sức chiến đấu không tinh nhuệ bằng Hồ tộc Thanh Khâu, lượng thương vong cũng ít hơn tưởng tượng của tôi nhiều, trong trận chiến này chỉ tổn thất chừng 10 người. Sau cùng, bọ cạp cổ vương bị giết bởi thất sát kiếm của tôi với bảy nhát kiếm liên tiếp, nguyên thần cùng với thân thể cùng lúc bị tiêu diệt. So với nhân tiên hai đạo thì số lượng thương vong của đệ tử ma đạo gần như không đáng kể. Điều này là do quân uy của Thùy Hỏa đã át đi ý chí chiến đấu của toàn bộ cổ trùng ở đỉnh bọ cạp cổ này, tôi lại giải phóng kiếm ý huyền quan, nên kiếm ý tung hoành phía trước mở đường. Thành quả cuộc chiến tính kỹ thì phần lớn là do công Thùy Hỏa và tôi. A à, Lê mặc dù tinh thông tiến pháp, một mũi tên cũng chỉ giết được một bọ cạp cổ trùng. Hơn nữa mũi tên không phải vô tận, chỉ dùng để tiêu diệt bọ cạp cổ trùng cứng đầu. Không còn cách nào khác, ba nghìn người đệ tử ma đạo thực sự là quá ít rồi, kể cả khi muốn luyện binh đi nữa, cũng không thể để bọn họ chết ở núi không minh được. Chỉ còn cách để vợ chồng chúng tôi gánh lấy phần lớn trách nhiệm, cũng giống với ma đạo tổ sư và phá quân năm đó vậy. Đợi khi ma đạo công hạ đỉnh núi thứ hai, ba bên còn lại đã đánh vào trung tâm. So sánh với bọn họ tốc độ tiến quân của chúng tôi không được xem là nhanh. Trận ở đỉnh xa cổ là trận lập uy của Thùy Hỏa, trận ở đỉnh bỏ cạp cổ là trận chiến sinh tử mài rũa đầu tiên của đệ tử Ma Đạo. Khi chúng tôi đến được đỉnh thi cổ, nơi xếp thứ bảy về lực chiến thì Thùy Họa lại tham chiến lần nữa. Thi cổ, thao túng thi thể của các tà thú mạnh mẽ để tác quái, không chỉ có hành thi, huyết thi, mà có loại phi thi tương đương với chiến lực hợp đạo đỉnh cao, cho dù số lượng ít hơn rất nhiều so với hai đỉnh trước đó, nhưng mỗi một con chiến lực đều rất mạnh, tuyệt nhiên không phải thứ mà hôm nay đệ tử ma đạo có thể chiến đấu cùng. Nên trận này chỉ có tôi, Thùy Họa, A Lê, ba người ra trận. A Lê chủ yếu sẽ đối phó với Phi Thi, một mũi tên là một con. Tôi cùng Thùy Họa mỗi người đều cố gắng hết sức, một trái một phải giết đến cao trào. Thì cốt vương trên đỉnh núi bị Thùy Họa chém nát thân thể, bị tôi dùng kiếm tiêu diệt nguyên thần. Ba ngày sau, chiến tuyến ma đạo đã tiến sâu vào trung tâm, cuối cùng cũng đến được đỉnh núi xếp thứ nhất của núi không minh, xảo huyệt của phong hậu vừa hay, nhân đạo, tiên đạo, giã tiên cũng vừa đến nơi cùng lúc. Lúc vào núi không minh, ba bên mỗi bên thống lĩnh ba vạn quân, giờ đây binh lực còn lại của các bên không còn được như ban đầu, trông có vẻ tổn thất rất nặng nề. Trong số đó, giã tiên còn lại không đến một nửa, trông rất thảm. Nhân đạo vẫn còn hai vạn binh lính, tiên đạo tổn thất ít nhất, cũng chỉ mất hơn năm ngàn đệ tử tiên đạo, tiên đạo vốn dĩ nhiều cao thủ, lại không thiếu pháp bảo và linh dược. Mà ma đạo, dưới hoàn cảnh tôi và Thùy Hòa cùng đảm đương hết sức, ba đệ tử ma đạo thương vong hết 800 chiến đấu đến lúc này thủy hỏa cũng đã cạn kiệt tiên thiên canh kim ngưng tụ được chỉ còn lại canh kim mà cơ thể bổn tôn ngưng tụ ra được thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao không thể dễ dàng xuất ra được xuất ra lần nữa nhất định tổn thương thần hồn mà từ lúc vào núi huyền quan đầy tuyết của tôi giết đến chỉ còn lại tuyết trắng bay bay nhỏ đến mức như hạt muối pháp tắc thất sát cũng cạn đi phần lớn a à lê tuy không thể nhìn ra cảnh giới nhưng trước khi đến đây gần 2.000 mũi tên được các binh sĩ hồ tộc phát theo cho cô bé cũng gần như dùng hết. 2.000 mũi tên trông thì không nhiều, nhưng thứ cổ mà A Lê bắn toàn bộ đều thuộc lực chiến hợp đạo, có thể nhìn ra được thể lực của cô bé cũng đã đến giới hạn. Bạch Hà Sầu thê thảm nhất, tuy là không thương tổn đến bổn tôn, nhưng phần thái dương đã đầy tóc bạc, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ma đạo chỉ tổn thất hơn 800 người để đến được đỉnh thứ nhất, đây là điều vô cùng đáng tự hào, đặc biệt với những giã tiên trung thành với Ngạo Hàn mà nói thì trong lòng càng ngũ vị tạp trần hơn. Ngạo Hàn thích việc lớn, hám công to, lại hiếu chiến, chỉ lo thể hiện chiến lực của bản thân, với việc lãnh đạo quân đội lại không làm gì cả, vì thế nên thương vong của giã tiên mới nặng nề nhất. Xét về sức chiến đấu thì giã tiên không yếu hơn đệ tử ma đạo, bọn họ chết đi một vạn rưỡi, chúng tôi tổn thất 800, trong lòng không có bất cứ ý nghĩ gì thì mới kỳ lạ đó kiếm khí của đạo tổ sung thiên, đạo võ song tú, ngày trở lại của ma đạo sắp đến gần rồi. Tạ Lưu Vân đi đến và chắp hai tay nói với tôi. Nói xong ông ta đi đến trước mặt Thùy Hỏa, nói phá quân, tướng sát phạt ngang dọc, đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn, âm cực sinh sát, một đao chém đôi đỉnh xà cổ, tạ Lưu Vân thành tâm bái phục. Người thiện chiến sẽ không có chiến công hiển hách, nếu một người có thể định được chiến cục, thì trong cuộc chiến phong thần ma đạo sẽ không bị thua như vậy. Mộ Dung Nguyên lạnh lùng nói. Giết được đến đây rồi, không biết ma đạo tổ sư còn bao nhiêu lực chiến có thể dùng được nữa, lại có chuẩn bị quét sạch đỉnh thứ nhất này như thế nào chưa? Ngạo hàn hỏi, có thể nhìn ra được, ba bên đều không có ý định tham chiến trong đỉnh cuối cùng này. Thứ nhất, trong trận chiến ở núi không minh, biểu hiện của tôi và Thùy Hỏa quá đỗi kinh ngạc khiến người khác cấm kỵ. Thứ hai, đệ tử ma đạo chỉ chiến từ 800 người, khác nào sỉ nhục bọn họ không biết điều binh khiển tướng. Thứ ba, theo sự phân chia chiến tuyến thì vốn dĩ quét sạch đỉnh núi thứ nhất này là nhiệm vụ của Ma đạo. Vì thế, trong trận chiến đầy khó khăn của đỉnh thứ nhất này, ba bên đều không có ý định ra tay. Đỉnh thứ nhất là đỉnh Phong Cổ, trước không nói về kịch độc, bản thân Phong Cổ có khả năng bay lên trời, chui xuống đất. Không chỉ khó khóa chặt khí tức của Phong Hậu, mà bất kỳ cổ trùng nào trong tổ ong cũng đều nhanh như chớp. Không chỉ chiến sĩ của Hồ tộc Thanh Khâu bất lực, mà âm nhân và quỷ binh cũng đều khoanh tay bó gối có thể phát huy chiến lực chỉ có tôi, Thùy Họa, A Lê và Bạch Hà Sầu bốn người. Mà bốn người chúng tôi đều phải dốc hết toàn lực mới có cơ hội quét sạch đỉnh thứ nhất này. Điều đáng sợ nhất là sau khi chúng tôi dốc hết toàn lực, nếu ba bên đột nhiên nảy ra sát ý với ma đạo, nếu thật sự như vậy thì ma đạo ắt sẽ gặp tai nạn toàn quân bị diệt. Trận chiến núi không minh, ban đầu khí số của ma đạo còn thấp, nhưng hiện tại mọi thứ đã khác. Chiến lực của Thùy Hỏa và tôi thật khiến người khác cấm kỵ, tạ Lưu Vân có thể sẽ không động thủ với ma đạo, nhưng giá tiên thì chưa chắc, còn có tiên đạo như hổ rình ngồi ngay từ bên cạnh. Bách Lý Xuân Thu là một hảo kiếp, mà với giá tiên mà nói, sự trở lại mạnh mẽ của ma đạo cũng là một trận hảo kiếp. Trong mắt ngạo hàn thường xuyên lóe lên sát khí, ngay cả liễu như thị khi nhìn đệ tử ma đạo ánh mắt cũng đầy tia hàn quang. Đang lúc tôi khó xử, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề dày đặc, không biết có bao nhiêu người theo đường chiến tuyến đã được mở đi vào núi không minh. Chi chi chít chít, đếm không sao xuể người đi đầu là thần bà của tiểu vương trang không chỉ mình tôi kinh ngạc mà còn có cả tạ lưu vân mọi người làm sao mà vào đây tôi hỏi bởi vì một câu nói của bà già đây trong núi không minh đạo tổ có lẽ sẽ gặp nạn sát thân thần bà nói một câu nói đạo tổ gặp nạn sát thân vì thế nên đệ tử ma đạo trong âm nhân thiên hạ vốn còn do dự toàn bộ liền theo bà ấy tiến vào núi không minh đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng không rõ ai đã hét lớn một câu sau đó, khắp núi không minh liền vang vọng không ngừng. chương 294, tim đã chống không một. Cùng với thần bà đến đây gồm tổng cộng hơn một vạn âm nhân, tuy thực lực không mạnh, sự có mặt của bọn họ đã làm tăng sĩ khí của đệ tử ma đạo, nhưng trận chiến với đỉnh núi thứ nhất này vẫn không dễ dàng gì. Cổ độc, cổ độc, nhưng cổ khác với độc, cổ vẫn còn có sinh mạng, còn độc chỉ là một loại dược. Nếu như bạn muốn một người mau chóng chết đi, vậy thì dùng độc, còn nếu muốn một người cùng người nhà của họ đau khổ cả đời thì dùng cổ theo truyền thuyết bách lý xuân thu vì để luyện phong cổ đã lấy một cặp ong kỳ lân được cái bị nhiễm ma ý ở núi không minh và dùng máu của mình để làm thức ăn cho chúng đợi đến khi cặp ong kỳ lân bắt đầu sinh sản toàn bộ trứng đều bỏ vào hồ máu ấp nở từ đó những con ong huyết kỳ lân được ấp nở ra bị cắt đi nguồn thức ăn khiến chúng tàn sát lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại một con ong cái cuối cùng đây cũng chính là phong hậu cổ vương của đỉnh núi thứ nhất phong hậu sẽ không giao phối với ong đực, thay vào đó hấp thụ loại khí ô uế, ta ác dưới vực sâu huyết luyện để sinh sản, những quả trứng sau khi được sinh ra và ấp nở thì lập tức sở hữu sức sống mãnh liệt và cả sức hủy diệt. Trăm thú tránh xa, trăm cổ kính sợ, đỉnh phong cổ có hình dạng giống với tổ ong trong tự nhiên, đây cũng là nơi nguy hiểm nhất của núi không minh. Lúc Bách Lý Xuân thu lập ra cổ thần tông nhập thế gây họa, trăm cổ hấp thụ huyết khí ngưng tụ ra trăm trượng ma thân, thì trong đó có một nửa công lao thuộc về phong cổ. Phong cổ, nhanh như tia chớp, độc tính mãnh liệt, ma ý rồi rào. Người xưa có câu, miệng rắn trên che xanh, kim trên đuôi ong vàng. Chỉ cần bị phong cổ trích bằng đuôi, thì thần tiên cũng khó mà cứu được, tâm trí ắt sẽ điên loạn, cuồng tính phát tác, bạo thể mà chết. Chú Bạch, ông có đối sách gì không? Tôi hỏi đệ tử ma đạo không ít, nhưng có tư cách để lên đỉnh phong cổ cũng không nhiều. Bạch Hà Sầu nói lời thật lòng, để em vậy, Thùy Họa nói, không được, tôi hiểu ý cô ấy và trực tiếp từ chối. Tuy rằng pháp tắc phá quân của Thủy Hỏa vẫn còn dư, nhưng chiến đấu cả ba ngày nay, sớm đã dùng hết tiên thiên canh kim mà pháp tắc phá quân ngưng kết được, nếu còn suốt đau nữa sẽ phải dùng đến canh kim bản thể của cô ấy, làm vậy ắt sẽ gây tổn thương đến thần hồn. Dưỡng thân thì dễ, dưỡng hồn khó, lần trước trong trận chiến với giã tiên, thần hồn cô ấy cũng đã bị tổn hại, trong lần đi âm ti khó khăn lắm mới dưỡng lại được. Nếu như lại làm thương đến thần hồn nữa, mà đạo đang là lúc cần người, tuyệt không thể không có tướng chinh chiến sát phạt. Bách Lý Xuân Thu bất kỳ lúc nào cũng có thể ngưng kết ma thân, vực sâu huyết luyện lại vẫn còn trận đánh ác liệt, vẫn mong ma đạo tổ sư đưa ra quyết định. Một vị nửa bước thiên tôn cao thủ nói, đúng vậy, hạo kiếp đang đến, ma đạo nếu đã nhập thế ứng kiếp, có một số sự hy sinh là không thể tránh khỏi. Ma đạo tổ sư, mau chóng quét sạch đỉnh phong cổ, bây giờ ba bên chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ còn lại ma đạo các người thôi đấy. Ma đạo tổ sư hồi đó chưa từng làm vướng chân của nhân, tiên hai đạo bao giờ nhân, tiên hai đạo và giã tiên với tâm lý đang xem kịch hay, bàn ra tán vào, thúc giục chúng tôi mau tấn công đỉnh phong cổ càng sớm càng tốt. Kỳ thực, nếu bọn họ chịu ra tay giúp đỡ, tập hợp sức mạnh của bốn bên thì tốc chiến đỉnh phong cổ chỉ cần nửa ngày là đủ. Mà giờ đây, bởi vì đố kỵ khí số của ma đạo tăng vọt, nên hạ quyết tâm là không ra tay rồi. Lượng âm nhân theo thần bà đến đây không ít, nhưng đủ tư cách tham chiến lại không nhiều, mà tôi lại không muốn bọn họ chết oan dưới tay phong cổ. Đệ tử ma đạo tuy rằng dũng cảm không sợ chết, nhưng mà chết vì độc của cổ trùng thì thật sự rất ấm ức. Thùy họa, em có ký ức của phá quân, em có còn nhớ trận chiến ở thành Thải Vân năm đó không? Tôi kéo Thùy họa sang một bên và hỏi, nhớ chứ, trận đánh ấy phá quân còn chưa lĩnh ngộ được thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết, không sử dụng được nhiều tiên thiên canh kim, mà đạo tổ sư lại mới dùng kiếm nhập đạo không lâu, hai người họ chỉ dựa vào chân khí của bản thân mà giết 10 vạn ma thú. Thùy họa đáp, năm đó, điều mà bọn họ có thể làm được thì hôm nay chúng ta cũng có thể thùy họa đồng ý với anh em đừng tự thiêu đốt thần hồn anh cũng không động đến sinh cơ chúng ta mỗi người dựa vào chân khí để chiến đấu em thấy thế nào được vậy thì chúng ta sẽ học theo phá quân và ma đạo tổ sư năm đó vậy sau khi hợp đạo chân khí gần như lấy không hết dùng không cạn cái quyết định khi chiến đấu là đại đạo pháp tắc vì vậy mà chân khí mới bị bỏ qua Chân khí là nguồn năng lượng kiếm khí của tôi, Thủy Hỏa cũng có thể dùng nó để giải phóng đao khí. Âm thân hiện tại của Thủy Hỏa là do khí của Tiên Thiên canh kim ngưng tụ mà thành, chính cô ấy cũng như một thanh đao vậy, chân khí phóng ra cùng với đao khí không còn nghi ngờ gì nữa. Nói xong với Thủy Hỏa, tôi quay ra sau lưng nói với đệ tử ma đạo và âm nhân theo thần bà đến đây, trận này tôi và Lâm tướng quân nguyện ý noi theo gương của trận thành thải vân, mọi người ở sát hạ kết trận, đừng bước vào sát cục chương 295, tim đã chống không hai. Xong xuôi, tôi quay qua nói với A Lê, nhóc chú ý theo dõi động tính trên đỉnh núi, một khi phong hậu ra khỏi xào huyệt, lập tức khóa chặt khí tức của nó, toàn lực giết chết. Được, A Lê trả lời, sắp xếp xong hết, tôi bước đến trước mặt tạ Lưu Vân và nói với ông ấy, nếu ta có mệnh hệ gì, hy vọng ngươi nể tình quen biết giữa chúng ta mà đừng gây khó dễ cho đệ tử ma đạo. Ba đạo chỉ là giáo lý khác nhau, cũng không phải có huyết hải thâm thù gì, ta hà tất làm khó ngươi. Tạ Lưu Vân nói cái tôi lo là giã tiên, ngươi yên tâm, nếu giã tiên động thủ với đệ tử ma đạo ở núi không minh này, nhân đạo ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quản. Nói xong với tạ Lưu Vân, tôi liền chuẩn bị cùng thùy họa liên thủ lên đỉnh phong cổ, ngay đúng lúc này thì đột nhiên mộ dung nguyên duệ kêu tôi. Tạ Lan, ngươi nhớ rõ cho ta, mạng của ngươi là của ta, nhớ phải giữ nó lại cho ta. Mộ dung nguyên duệ lạnh lùng nói, được, tôi đợi ngày cô bỏ mặt nạ xuống rồi giết tôi. Nói xong, tôi và Thùy Hỏa cũng không kiêng kỵ người trong thiên hạ mà nắm tay nhau đi lên đỉnh phong cổ. Đỉnh phong cổ có kết cấu như một tổ ong, hai bên mỗi bên có một lỗ, nhưng cho đến khi ong bay ra thì không ai biết đâu là lối vào, đâu là lối ra. Tôi và Thùy Hỏa chia nhau ra, mỗi người vào một bên động và đi sâu vào trong, hẹn nhau gặp tại đỉnh núi. Tôi vào bên động bắc, trong động huyệt tối đen một màu, chỉ có thể dựa vào thần niệm để xác định vị trí phong cổ. Đỉnh phong cổ có tổng cộng 7 tầng, tầng dưới cùng là nơi sinh sống của ông thợ trong đàn ong kỳ lân. Lần này đạo môn liên quân công đánh núi không minh, 72 đỉnh núi tuy nói mỗi bên tự mình chiến đấu, nhưng đến khi chỉ còn một đỉnh phong cổ cuối cùng, thì toàn bộ phong cổ ở đỉnh phong cổ cũng đều cảm nhận được mối nguy. Cũng chính vì thế mà kích hoạt trở lại hung tính của chúng nó, cố thủ tổ ong, điên cuồng công kích mọi sinh linh xông vào nơi này. Tôi mới đi vào chưa bao lâu, liền bị một đàn ong thợ kỳ lân vây lấy công kích. Ong thợ kỳ lân thân dài hai thước, chu vi nửa thước, hai cánh giang ra mỗi cánh ba thước, toàn thân có hoa văn giống như kỳ lân. Trên đầu có mắt kép, mắt nó đỏ ngầu, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, miệng dài nửa thước với một cặp răng nanh, eo ong thon gọn có thể làm chủ, đuôi nó có kim màu đen sắc nhọn mang theo kịch độc. Phong cổ không chịu ảnh hưởng bởi thần niệm, tổ ong được điều khiển bởi ý chí của ong chúa nên cũng không thể thi triển thuật pháp thần thông của đạo môn. Lúc ban đầu tạ Lưu Vân giao đỉnh phong cổ cho ma đạo đối phó cũng không phải không có lý do, do binh pháp ma đạo hiện giờ đều là đánh cận chiến, có thể thi triển pháp thuật thần thông là không nhiều, số cao thủ đạo môn mà Khương Tuyết Dương đem về cũng không tới tham chiến, bọn họ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ thành thanh khâu. Ma đạo yếu thế, không giống như nhân, tiên hai đạo không ai dám khiêu khích. Nếu như tất cả đều cử đi xuất trinh, thì thành thanh khâu sẽ gặp nguy cơ bị phá hủy. Thực tế, chiến lược của sinh vật sống tà ác giống với loại vô cổ này, không thể dùng thể hình tu hành đạo tạng để phân biệt được. Cổ sinh ra từ vu, lúc đạo Pháp chưa hưng thịnh, phu chính là lực lượng thần kỳ nhất, mạnh mẽ nhất giữa trời đất này. Đối với những thứ tinh quái và âm linh quỷ dị trong thiên hạ đạo môn đều có phương pháp khắc chế, chỉ duy nhất khi nhắc đến cổ là biến sắc, không có biện pháp đối phó. Nguyên nhân suy cho cùng là vì bản thân đạo giáo và vu không cùng một thể hình thuật pháp thần thông, mà vu lại xếp trước cả đạo. Nếu muốn tôi cố gắng phân cấp đàn ông thợ kỳ lân đang vây lấy tôi thì có lẽ chúng thuộc cảnh giới chiến lược nguyên thần trong đạo giáo, nhưng lại càng khó đối phó hơn nguyên thần nữa. Cảnh giới nguyên thần của đạo môn, cần có thời gian để thi triển pháp thuật và niệm chú, mà đàn ông thợ kỳ lân này thì không cần, chúng dùng răng nanh và đuôi độc để tấn công, khi bị đốt sẽ bị chúng phong cổ song độc. Tuyết phách thanh linh đan có thể giải độc ong này, giải không được cổ độc. Thùy hỏa thuộc về âm linh nên không bị hại bởi cổ độc, tương đối mà nói thì tôi nguy hiểm hơn cô ấy một chút. Đợt phát động tấn công đầu tiên của bọn ong thợ chỉ vỏn vẹn vài chục con, hai cánh đập liên hồi vo ve kêu đến xương màng nhĩ tôi thi triển thân pháp nhanh chóng lướt qua giữa bọn chúng một bên né tránh sự tấn công một bên chuyên dùng kiếm để chảm sát nhược điểm của chúng cũng chính là ngay chỗ eo ong eo ong thon và yếu đây là điểm yếu lớn nhất của toàn bộ kỳ lân phong cổ kể cả phong hậu cũng như vậy kiếm vấn thiên cực kỳ sắc bén ngay cả khi không dùng kiếm khí bản thân nó cũng đã có thể chém đứt eo ong thợ kỳ lân theo những nhát kiếm bình thường tôi mà xuất ra những con ong thợ kỳ lân eo thon gọn bị tôi chém đứt đôi tuy không chết ngay lập tức nhưng cũng không còn khả năng bay và tấn công người nữa. Đợt đầu tiên đã giết xong, đợt thứ hai hung hăng lao đến, sau đó toàn bộ động huyệt lũ lượt tràn lên, tôi cười khổ trong lòng, xem ra hang động mà tôi chọn là lối ra của tổ ong, bây giờ tấn công tôi đã không còn là ong thợ kỳ lân nữa, cả ong lính, ong tướng cũng từ trên cao lao xuống. Không còn đường nào khác, chỉ có thể giết với tốc độ xuất kiếm nhanh nhất. Điều an ủi nhất hiện giờ là áp lực mà tôi chịu đựng càng nhiều thì áp lực bên thủy hỏa phải chịu sẽ càng ít. Cho dù chúng tôi đã giao ước rằng ai cũng không được dùng đến thủ đoạn cấm kỵ làm hại đến chính mình, nhưng rất nhanh sau đó tôi là người đầu tiên phá vỡ giao ước đó. Bởi vì từ hành lang bên trên đã xuất hiện một con rồi lại một con kim giáp kỳ lân phong vương. Kim giáp kỳ lân phong vương ra săn thịt chắc, di chuyển nhanh như chớp, lực công kích mạnh mẽ vô địch, chỉ với kiếm khí phát triển từ chân khí thì căn bản không thể làm tổn thương chúng một phân nào. Lực pháp tác thất sát được kích hoạt, kiếm thất sát được kích hoạt, lĩnh vực kiếm khí được giải phóng ra sau khi lĩnh vực kiếm khí nổ ra những con ong cấp thấp trong hang động lần lượt chết đi chỉ còn sót lại phong vương phong tướng ước chừng khoảng vài chục con mà ngay lúc này lực pháp tắc thất sát đã cạn kiệt nếu tôi còn muốn sử dụng uy lực mạnh mẽ của kiếm thất sát nữa thì chỉ có thể để tổn hại đến sinh cơ làm cái giá để đột phá giới hạn hiện giờ dù tôi muốn rút khỏi hang động này thì cũng không được nữa phong vương và phong tướng đã lấy tôi làm trung tâm mà vây chặt từ bốn hướng anh hùng vô lộ tứ diện sở ca đó không chỉ là tên chiêu kiếm thất sát của tôi mà còn là tình hình hiện tại của tôi nữa đã vậy thì chỉ đành đổ máu hóa thành chiến hồn bất chấp sinh tử mà vung kiếm do là sát ý của tôi đã kiên định nên uy lực của kiếm thất sát mạnh hơn trước rất nhiều cũng vì thế mà sinh cơ cũng mất đi nhanh chóng đánh đến khi chỉ còn sót lại mỗi kim giáp kỳ lân phong vương thân thể tôi đã suy yếu đến cực hạn muốn suốt thêm một nhát kiếm nữa cũng không thể được đúng lúc này kim giáp kỳ lân phong vương lao đến chỗ tôi không kịp né tránh tôi bị nó dùng kim ngay đuôi đâm vào tim. Bị phong cổ xong độc công tâm, trái tim tôi đã nổ tung ngay trong cơ thể mình. Mà con kim giáp kỳ lân phong vương cũng vì kim đuôi và nội tạng trong cơ thể nối liền với nhau, sau khi tấn công tôi thì thân thể tê liệt đôi chút liền bị tôi dùng kiếm chém làm đôi ngay eo. Kỳ lạ thay, sau khi tim tôi nổ tung nhưng người vẫn chưa chết đi, mà tiến vào trạng thái trống rỗng. Cảm giác này giống như thần hồn xuất khỏi cơ thể, nhưng tôi vẫn tỉnh táo ý thức được rằng thần hồn vẫn còn, vẫn chưa xuất ra khỏi. Tôi không cảm thấy sự đau đớn, cũng không cảm thấy mệt mỏi gì, hay nói đúng hơn là bây giờ tôi không còn cảm giác gì nữa. chương 296, Chi bằng về nhà, tim bị cổ độc công tâm mà nổ tung, nhưng tôi lại chưa chết, không những không chết mà cảm giác khó chịu và mệt mỏi trên toàn bộ cơ thể do tổn hại đến sinh cơ cũng đồng thời biến mất. Ban đầu tôi cũng không hiểu được, đứng đơ tại chỗ, rất lâu sau đó mới tỉnh ngộ, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tim là nơi tập trung nguyên khí của cả cơ thể con người, là nơi Tiên Thiên Ngũ Hành ngưng kết ra tim mệnh. Trái tim vỡ tung mất đi, sẽ được Tiên Thiên Ngũ Hành tự bù đắp vào, cho nên tất cả thương tích mà tôi chịu đều tự phục hồi lại. Đạo tàng hữu vân, khí tụ thành người, khí tan thành quỷ. Do trái tim tôi đã phát nổ nên nguyên khí phân tán vào tay chân và xương cốt, bây giờ đã không thể được xem như là người nữa rồi, nhưng do ý thức của tôi chưa bị tản đi và ba hồn bảy phách vẫn còn trong cơ thể nên vẫn chưa được tính là đã chết. Không sinh không tử, lại không phải niết bàn tình huống này chỉ từng xuất hiện trên người của tỷ can trong triều đại nhà ân thương. Nữ oa dáng họa xuống nhà ân thương, cờ chiêu yêu triệu hồi ba vị đại yêu từ mộ hiên viên. Tam yêu mỗi người có một số mệnh của riêng mình, trong đó hồ yêu Đát kỷ rất giỏi mê hoặc. Một ngày nọ khi đang uống rượu, Đát Kỷ bảo rằng cô ta bị đau tim, vua Chu tìm cách chữa trị nhưng bất thành. Đát Kỷ nói, chỉ có trái tim thất khiếu linh lung của thánh nhân mới có thể trị khỏi bệnh tim của cô ta. Tỷ can triều ân thương có danh Sương văn thánh, thế là vua chu liền triệu tỷ can vào cung vua lệnh thần chết thần không thể không chết lệnh tỷ can phải giao ra trái tim thất khiếu linh lung tỷ can tức giận chỉ trích nát kỷ làm hỗn loạn triều cương nhưng ông ta cũng biết rằng mình không thể thoát khỏi họa sát thân này chỉ hướng về thái miếu cúi đầu lại tám lần nói thành thang tiên vương người há biết ân thọ hủy đi thiên hạ 28 đời của người tuyệt không phải do thần chung, nói xong tỷ can cởi bỏ y phục dùng kiếm rạch ngực tự moi tim ném xuống đất tỷ can là người tu hành tuy mất đi tim nhưng lại không đổ giọt máu nào. Buộc lại quần áo liền nhanh chóng cưới khoái mã đi tìm Khương Tử Nha kiếm cách sống sót, nào ngờ trên đường gặp thân công báo đóng giả người phụ nữ giao bán rau không tim. Giải thích rau muống rỗng ruột nên gọi là rau không tim. Hết giải thích, vì tò mò nên nhiều lời hỏi một câu, đổi lại nhận được câu dự ngôn rau không tim thì sống, người không tim ắt chết đã lấy đi mạng sống của ông ấy. Tình hình hiện tại của tôi cũng như tỷ can lúc đó vậy, tim đã mất đi rồi nhưng người vẫn còn sống chỉ cần không bị người khác phát hiện huyền cơ trong thời gian ngắn sẽ không chết sợ nhất là bây giờ tôi bị người khác biết tôi đã không còn trái tim một khi biết rồi chắc chắn sẽ chết ngay lập tức tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo trên người bắt lấy kiếm vấn thiên trong tay giả vờ như tinh thần rất sảng khoái và tiếp tục đi về đỉnh núi chuyện không còn trái tim trừ bản thân thì phải giấu hết tất cả mọi người ngay cả đến thùy hỏa cũng không được biết nếu không tôi chắc chắn sẽ chết một đường đi lên cho đến khi lên đến đỉnh núi cũng không thấy một con phong cổ nào nữa lối mà thùy họa đi là lối vào phong cổ lác đác vài con lúc này đang chiến đấu sống chết với kỳ lân phong hậu trên đỉnh núi cơ thể của kỳ lân phong hậu phát ra ánh màu rực rỡ lấp lánh chuyển động kích thước cơ thể nhỏ hơn một chút so với ong thợ kỳ lân bình thường cũng chính vì thế tốc độ của cô ấy đã đạt đến giới hạn căn bản là không thể nắm bắt được quỹ tích chuyển động của nó trong tình trạng không sử dụng đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn Thùy Họa phải chiến đấu rất chật vật, thấy tôi ung dung bước đến, cô ấy tưởng tôi không bị làm sao, liền không giữ lại gì mà vận hành lực pháp tắc của phá quân, làm bật ra tiên thiên canh kim của bản thể, giết đến phong hậu kêu la thảm thiết. Phong hậu biết mình đấu không lại, lại thấy Thủy Họa có thêm trợ thủ, liền vội vàng bay về hướng vực sâu huyết luyện. Tốc độ của cô ấy cực nhanh, như tia chấp vậy, nhưng khi tên của A Lê Xuyên không mà đến, thì phong hậu vẫn không thể né được. A Lê liên tục bắn ra ba mũi tên, mũi tên đầu tiên được bắn ra, mũi tên thứ hai đụng trúng đuôi của mũi tên thứ nhất, mũi thứ ba cũng đụng trúng đuôi của mũi thứ hai, khiến cho tốc độ của mũi tên đầu tiên được đẩy lên cực hạn, khóa chặt nơi có tim mệnh nguyên thần của Phong Hậu. Chỉ nghe thấy một tiếng vang ầm trời, cả cơ thể và thần hồn của Phong Hậu cùng lúc phát nổ trong không trung, trông như một màn pháo hoa đầy màu sắc vậy. Ngay khi Phong Hậu chết đi, thất thập nhị đỉnh của núi Không Minh tràn ngập ma ý. Đỉnh núi bắt đầu rung chuyển, mặt đất dao động không ngừng. Từ hướng của vực sâu huyết luyện truyền đến một cỗ thần niệm mạnh mẽ vô song, quét khắp bốn phương tám hướng. Theo sau đó là âm thanh chất chứa oán niệm tột cùng cất lên, các người đây là đang tự tìm đường chết. Trong âm thanh chứa một thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới thiên tôn, điều này chứng tỏ chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn nghi thức trùng tụ ma thân của Bách Lý Xuân Thu. Tuy rằng hiện giờ thì hắn vẫn còn rất mạnh, nhưng không phải là sự tồn tại bất khả chiến bại nữa rồi. Thùy Hòa gấp gáp xuống núi, còn tôi vì mất đi trái tim nên không thể sử dụng chân khí được nữa sợ bị cô ấy phát hiện điều bất thường nên đã nắm lấy tay cô ấy từ đằng sau chúng ta từ từ đi không gấp tôi trìu mến nói với cô ấy được thùy họa bị tôi nhìn đến ngược nhẹ giọng đáp lại không có tiền lệ nào được tìm thấy cho tình huống hiện tại của tôi cả việc tỷ can moi tim tuy được đạo tàng ghi chép lại nhưng sau đó thì không còn thông tin gì nữa nên là tôi cũng không biết tôi có thể sống được bao lâu nữa và làm thế nào để sống tiếp được cùng cô ấy người ngón đan chặt vào nhau, cả đoạn đường thường ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của cô ấy. Lời người sắp chết, ngôn từ thiện lành, huống chi tôi còn đang đối mặt với tình yêu của cả cuộc đời. Có thể tưởng tượng được ánh mắt dịu dàng biết bao khi tôi nhìn Thùy Họa, đến nỗi chỉ nhìn tôi thôi cũng đủ làm cô ấy đỏ cả mặt. Nơi này không tốt, anh còn tán tỉnh lung tung, Thùy Họa trách cứ, chỉ là nhớ tới hộ pháp Thiên Tôn Phá Quân và ma đạo tổ sư của Thành Thải Vân. Đúng vậy, sau khi giải vây thành Thải Vân thì ma đạo tổ sư đã rời đi, với tính cách của phá quân cũng sẽ không mở miệng giữ ông ấy lại. Tạ Lan, anh biết không, tiếc núi lớn nhất của phá quân chính là không giữ ma đạo tổ sư ở lại. Nếu năm đó bà ấy chịu mở miệng giữ lại ma đạo tổ sư, thì sau này ma đạo tổ sư cũng sẽ không gặp được người kia nữa. Người đó là ai, còn có thể là ai, chính là vị đó của âm ti. Tôi rất muốn nghe dư liên quan đến ma đạo tổ sư, nhưng Thùy Họa một chút cũng không muốn đề cập đến kiếp trước của Phật gia sau khi xuống núi đệ tử ma đạo thấy tôi và thùy họa trở về bình an vô sự thì trong tâm tràn đầy nét vô cùng tự hào nhân đạo tiên đạo dã tiên thử hỏi có nhà nào có thể chỉ ra được ba người tham chiến nhanh chóng giải quyết một đỉnh núi cổ cho dù là tạ lưu vân với kiếm kinh phù vân muốn hắn xuất chiến đỉnh phong cổ e là cũng khó mà đánh tiếp phong cổ thì còn được chứ phong hậu thì chắc chắn hắn không thể giết chết được tôi đã dùng hết sinh cơ mới có thể tiêu diệt được hết phong cổ cuối cùng còn bỏ cả một trái tim người nữa từ khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với những đệ tử ma đạo luôn phụng mệnh tôi, hôm nay là lần duy nhất tôi không cảm thấy áy náy. Tôi thản nhiên nhìn vào mắt họ, thấy trong ánh mắt của họ cháy rực một ngọn lửa hy vọng. Trận đỉnh phong cổ đã khiến bọn họ thấy được hy vọng về ngày ma đạo trở lại, khiến họ thấy được sự sống dậy của phá quân, thấy được sự mạnh mẽ của ma đạo tổ sư. Tạ Lan, ngươi lại làm ta ngạc nhiên rồi. 36 phong vương đỉnh phong cổ có lực chiến thuộc đỉnh cao hợp đạo trăm ngàn ong tướng đều gần như là hợp đạo, ong thợ lại không đếm xuể, người có thể từ hang động lối thoát, một đường giết đến đỉnh núi, với lực chiến này sợ rằng trong thời kỳ hoàng kim của phá quân hiện tại thì cũng không thể làm được đó. Tạ Lưu Vân bước đến nói, lời của Tạ Lưu Vân đã làm giấy lên nghi ngờ của Thùy Họa, cô ấy nhìn tôi lướt từ trên xuống dưới và nói, hèn gì cả đoạn đường em đi gặp chẳng được bao nhiêu phong cổ, thì ra bọn chúng đều đi đối phó anh rồi. Anh đã làm thế nào vậy? Em quên rồi sao? anh đạo võ song tu, kiếm của anh rất nhanh. Tôi cười nhạt nói, người kinh ngạc không chỉ mình tạ Lưu Vân, ngạo hàn và toàn bộ thủ lĩnh giã tiên sắc mặt ảm đạm ánh mắt của bên tiên đạo khi nhìn tôi cũng nghiêm trọng hơn. Bọn họ chỉ biết lực chiến tôi thể hiện ra rất đáng sợ, mà không biết cái giá tôi phải trả nó như thế nào. Đạo võ song tu đúng thật rất mạnh, nhưng không hẳn mạnh như họ tưởng tượng. Gió chăn còn đó, tim đã trống không, câu dự ngôn này bây giờ đã ứng nghiệm một cách hoàn mỹ. Bên trong huyền quan, ngọn gió phục sinh và trăng tròn của Nguyệt Ma vẫn còn, riêng tạ lan tôi đã rỗng mất quả tim, tính mạng khó giữ. Anh thực sự không phá vỡ giao ước của chúng ta chứ? Thùy Họa nghi ngờ không thôi, lại hỏi thêm một câu. Không có, sau khi quét sạch thất thập nhị đỉnh, chúng tôi chỉ còn lại một chiến trường cuối cùng, vực sâu huyết luyện. Do nghi thức trùng tụ ma thân của cổ ma Bách Lý Xuân Thu đã bị chặn lại, đợi đến khi chúng tôi đến được vòng ngoài của vực sâu huyết luyện thì đã không kịp tuyên chiến với tế tư của cổ thần Tông, mà đã đóng quân dựng trại, chỉnh đốn tam quân. Khi đến núi Không Minh, đệ tử Ma Đạo chỉ đến 3.000 quân, bây giờ trận doanh của Ma Đạo đã mở rộng lên gần 2 vạn quân. Đây là do tin tức ở núi Không Minh còn chưa được truyền ra, nếu đợi đến chiến sự ở đây kết thúc, không thể tưởng tượng được còn có bao nhiêu đệ tử Ma Đạo trong thiên hạ sẽ đổ xô đến hàn hoang nữa. Mà đáng tiếc thay, khí số Ma Đạo trong cờ chiêu hồn của tôi không những không tăng lên, mà còn giảm đi nữa. Nguyên nhân chỉ có thể là, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chết đi. Hiện giờ, chống lưng của ma đạo là sát phá lang tam phương tứ tránh, nếu tôi chết đi, thì chỉ còn lại Thùy Hỏa và Khương Tuyết Dương, họ sẽ không thể gánh nổi cờ chiêu hồn. Trận chiến cuối cùng này định sẵn sẽ vô cùng tàn khốc, chỉ dựa vào cảm giác thần niệm của Bách Lý Xuân thu phóng ra lúc hắn truyền âm liền biết được. Trận doanh của mỗi nhà cũng đều im lặng cả, Thùy Hỏa yên tâm ở trong lều thiền định, hấp thụ tiên tiên canh kim, hồi phục pháp tắc phá quân. Vốn dĩ tôi cũng phải như cô ấy vậy, lực pháp tắc thất sát của tôi cũng đã cạn kiệt, kiếm ý huyền quan cũng đã trống rỗng, cần được hồi phục trước khi đại chiến diễn ra. Chỉ là hiện tại tôi cũng không cần thiết nữa. Sau khi thủy hỏa đã nhập định, một mình tôi ra khỏi lều trại. Núi không minh không có ngày đêm, trên trời cũng không có ánh sáng sao trăng gì. Lúc này đây, đệ tử ma đạo cũng đã nghỉ ngơi, cả doanh trại đều yên ắng không thôi. So sánh với nhân, thiên hai đạo và giã tiên, lầu trại của đệ tử ma đạo là đơn sơ, nguyên thủy nhất. Đến lều ngủ cũng không đủ, những âm nhân theo thần bà cùng đến đây đều ngồi thiền tại chỗ cả. Vài người trông thấy tôi, đọc ra danh hiệu đạo tổ và muốn hành lễ với tôi. Tôi đưa tay ngăn lại, ra hiệu đừng làm kinh động đến người khác. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đột nhiên nhớ lại bóng lưng của ma đạo tổ sư trong chấn hồn quan. Sống như nào, chết lại ra sao, nếu ta muốn đi, ông trời làm gì được ta. Ma đạo tổ sư có thể tùy ý xoay người mà rời đi, nhưng tôi thì sao, xuất sư chưa thành mà người lại chết trước ngày ma đạo tái xuất đang ở gần chẳng lẽ tôi lại chết giữa lúc họ đang háo hức chờ đợi sao tôi không cam tâm tôi còn có rất nhiều việc vẫn chưa làm mà vẫn còn rất nhiều người tôi chưa gặp được ví dụ như hai vị thiên tôn còn lại của ma đạo tôi vẫn còn biết bao ân oán chưa xong vẫn chưa thảo phạt giã tiên ngáng đường nữa điều quan trọng nhất là tám từ mà tôi không nỡ gánh vác lấy chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loại giáo lý ma đạo tôi đã biết từ lâu nhưng đó giờ vẫn chưa từng làm được đi đến đầu một ngọn đồi Tôi mơ hồ thấy một bóng người trên đó, hiện giờ tôi không thể dùng thần niệm nữa, chỉ có thể đi đến gần mới mới biết là ai. chương 297, Bắc âm đại đế 1 Tôi không sợ hãi, bởi vì tôi không phát hiện ra bất kỳ ác ý nào từ người đó. Mãi cho đến khi đi đến đồi, tôi mới phát hiện ra cô ấy là ai, chính là Phật gia. Không đúng, bây giờ cô ấy đã không còn là Phật gia nữa, tôi nên gọi cô ấy một tiếng phong đô đại đế. Phong đô đại đế hay còn gọi là bắc âm đại đế, Bắc Thái Đế Quân là chủ của cõi âm, quản lý toàn bộ minh giới, là tông phái của quỷ hồn thiên hạ. Miễn là sinh vật sống, khi chết sẽ vào địa ngục, nếu linh hồn này không thuộc trường hợp ngoại lệ sẽ do Phong Đô Đại Đế quản lý, dựa vào tội lỗi quỷ hồn phạm phải lúc còn sống mà quyết định sinh sát, xử lý quỷ hồn. Theo ghi chép của đạo tàng, Bắc Âm Đại Đế cai trị Ngũ Phương Quỷ Đế, thập điện Diêm Quân. Sau trận chiến Phong Thần, Bắc Âm Đại Đế biến mất. Lúc trước ở Trần Thế, Phật gia thường mặc đạo bào màu xanh đôi mắt được quấn bằng giải duy băng, tạo cho người khác cảm giác như đứng trong gió xuân ấm áp mỗi khi tiếp xúc với cô ấy. Mà giờ đây cô ấy mặc trên người quần áo của bậc đế vương, đôi mắt cũng không còn bị che lại nữa, đôi mắt u minh đen như mực kia thật khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi. Khí tức thần niệm mặc dù chưa phát ra, nhưng khi tôi nhìn cô ấy cũng cảm nhận được sự uy áp tinh thần của ánh nhìn từ trên xuống. Lạnh đến thấu xương, không thể tiếp cận, không thể cảm nhận, chỉ có thể quỳ bái. Thì ra là cô. Tôi có chút kinh ngạc khi thấy cô ấy đến, bởi vì cô ấy không nên xuất hiện ở đây. Chính là cô, xưng cô và quả chỉ có đế vương chuyên dùng, nghe Phật ra mở lời tôi liền biết vương giao uy nhi đúng như cô ấy nói vậy, trên trời dưới đất không thể tìm thấy được nữa, đoạn ký ức ở trần thế đã bị cô ấy xóa sạch rồi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bã, người con gái đã khiến trái tim tôi tan nát thực sự không còn tồn tại nữa. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mà đạo tạ lan bái kiến bắc âm đại đế nói xong tôi cúi người hành lễ lễ tiết này dù cho tôi có là ma đạo tổ sư cho dù ma đạo và âm ty có ý nguyện từ lâu nhưng vẫn không thể thiếu được bất luận là bác âm đại đế của âm ty hay ngọc hoàng đại đế của thiên đình khi có người gặp được đế vương khi tôi gặp được đế vương cũng phải chủ động hành lễ còn phải theo lễ tiết của đệ tử nữa do bọn họ đều là chính tay thiên đạo sắc phong bất kính với bọn họ là bất kính với thiên đạo bác âm đại đế thản nhiên nhận lễ đợi khi tôi đứng dậy mới hỏi, người có biết vì sao cô đột nhiên đến nơi này không? Không biết, tôi đáp, âm ti sắp gặp kiếp nạn đổ máu tới nơi, tất cả những kẻ tu hành tại âm ty đều nằm trong phạm vi ứng kiếp, bao gồm cả bản thân bắc âm đại đế nữa. Huyết hải phù đồ, có thể so sánh với thập vạn đại sơn của nhân gian. Dù rằng nhân gian hiện tại đâu đâu cũng có ma chướng, nhưng gốc rễ vấn đề nằm ở ma tâm trong nơi sâu nhất của thập vạn đại sơn, Nam Cương. Trong đạo tàng cũng từng bí mật đề cập đến ma tộc, đề cập đến điện vạn ma. Nói rằng, cổ ma cũng chỉ là một yêu ma trong điện vạn ma, được Bách Lý Xuân thu thỉnh từ điện vạn ma ra. Mà huyết hải phù đồ này cũng tựa vậy, là ác quỷ vô cùng trong địa ngục vô gian, đều đến từ huyết hải phù đồ cả, chém giết không thôi. Lý do mà địa tạng Vương Thiên Tôn vẫn một mực lưu lại ở tầng cuối cùng trong 18 tầng địa ngục, là vì để chấn áp huyết hải phù đồ, siêu độ tất cả ác quỷ. Nhưng chỉ với sức mạnh của một mình ông ấy, thì cũng không thể ngăn cản được đại kiếp âm sát huyết hải phù đồ. Nói về kiếp nạn của tam giới, còn được biết đến với tên gọi khác, tương ứng với Lôi Đình, Nội Hỏa, Âm Sát. Cái gọi là Lôi Đình không phải là sấm sét thực sự, mà là một loại kiếp nạn tu hành được dáng cho các vị thần. Nội Hỏa vốn chỉ tâm ma, ma sinh ra từ tâm, cũng chỉ ngoại ma. Còn về Âm Sát, nó chỉ các loại oán khí tà linh âm sát xông ra từ huyết hải phù đồ. Lôi Đình là thiên kiếp của chư thần, Nội Hỏa là ma kiếp của nhân gian âm sát là quỷ kiếp của âm ti hồ thành thanh khâu cô và ngươi tạm biệt lúc đó cô đã nói một câu rằng trên dưới đất trời không đâu tìm được uy nhi vương ra nữa ngươi có còn nhớ ngươi trả lời cô như thế nào không tôi đương nhiên nhớ tôi đáp lúc đó khi phật ra hỏi tôi tôi phút chốc xúc động liền trả lời cô ấy rằng vẫn luôn có một nơi mà cô ấy tồn tại chính là trong tim tôi vậy cô hỏi ngươi hiện giờ uy nhi vương ra có còn ở đó không bác âm đại đế hỏi tôi rơi vào trầm tư Tôi đã hứa rằng Huy Nhi sẽ luôn ở trong tim. Chương 298, Bắc Âm Đại Đế 2. Nhưng hiện tại tôi đã thành kẻ không còn trái tim, đừng nói Uy Nhi không còn, những người khác cũng như đám mây bay qua trái tim tôi vậy. Gió trăng còn đó, tim đã trống không, đương nhiên cũng không còn nhớ về ai nữa, kể cả Thùy Hỏa. Nếu không phải tôi và Thùy Hỏa có danh phận vợ chồng, thì cô ấy với tôi cũng giống như người qua đường vậy. Uy Nhi là một tia duyên trần của Bắc Âm Đại Đế, vào khoảnh khắc tim tôi vỡ tung, đoạn Trần Duyên cũng tan theo mây khói, cô ấy đương nhiên có thể cảm nhận được. Theo cô về âm ti đi, người mang vận mạng của thất sát, đây là điều cấm kỵ của thiên đạo, sau khi chết đi cũng sẽ không niết bàn trùng sinh, và cũng không vào lục đạo luân hồi. Đợi khi mệnh cách thất sát quay về hư không, thì cũng là lúc thần hồn ngươi tan biến. Hắn có thể lưu lại một tia tàn hồn nhằm hỗ trợ mệnh cách thất sát, nhưng ngươi thì không có bản lĩnh này. Bác âm đại đế ảm đạm nhìn tôi nói, không đi, tôi từ chối, sẽ chết đấy. Mà đạo tổ sư nếu sợ chết, khi ấy hà tất lại phải đi vực trả hồn chịu sát cục. Tôi nói, ngươi biết chuyện giữa cô và hắn sao? Có phải trong chấn hồn quan hắn đã nói với ngươi không? Bác âm đại đế hỏi hắn không nói gì cả, ta chỉ suy đoán từ nhân quả luân hồi của cô thôi. Ngươi đoán không sai, mà đạo tổ sư đúng là vì cô mà chết, cho nên cô mới nhập thế luân hồi để trả đoán nhân quả này. Hôm nay cô đến, chính là không muốn thấy ngươi chết đi. Ta sẽ không theo cô đến âm ti đâu hơn nữa người cô nợ là hắn không phải là ta. Bắc âm đại đế rơi vào trầm mặc, nhìn về trời đất bao la, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Đôi mắt u minh đen như mực kia cũng bao phủ một tầng xương, ánh sáng mở dần. Trầm mặc hồi lâu, bắc âm đại đế phất nhẹ tay, tôi lập tức cảm thấy nơi đỉnh núi chúng tôi đang đứng bắt đầu nứt vỡ khỏi chủ thế giới, đứng độc lập trong hư không. Đây là kết giới, ngăn chặn việc dùng thần niệm để thăm dò, là thủ đoạn mà chỉ có thiên tôn mới có. Trời đất bao la, không biết điểm dừng nhật nguyệt tuần hoàn, xong lại bắt đầu. Cô còn nghĩ nhân quả có thể luân hồi mà trả, nhưng lại quên mất hắn đã thân hóa hy di, trở về cùng đất trời. Như vậy mà nói thì, nhân quả cô nợ hắn vĩnh viễn không thể trả hết được. Vừa nói, hai hàng lệ đen như mực vừa chảy dài trên mặt bắc âm đại đế. Nước mắt vừa rơi, tôi liền cảm nhận được nơi sâu thẳm trong tâm hồn dâng lên nỗi bi ai. Nhịn không được mà rơi vào nỗi buồn vô tận cùng cô ấy. Thực ra thì quỷ không có nước mắt, cái gọi là quỷ khóc chỉ là âm tiết phát ra tương tự như tiếng khóc mà thôi. Bác âm đại đế là chủ của âm ti, nên càng không thể khóc. Nhưng mà bác âm đại đế lại ở trước mặt tôi mà rơi xuống nước mắt u minh. Ở nơi cử u âm ti mà tôi không biết, do bác âm đại đế rơi nước mắt nên, vạn quỷ cũng đồng loạt ngẩng đầu, hướng ánh nhìn về nhân gian. Sứ giả giám sát lục đạo, quỷ đế ngũ phương, mạnh bà, 18 tầng địa ngục, khổ giới tu la, 13 trạm âm ti, thập điện diêm vương, ngũ đại phán quan, kể cả địa tạng vương thiên tôn ở địa ngục vô gian cũng đều ngước nhìn nhân gian. Rốt cuộc năm đó đạo tổ chết như thế nào vậy? Tôi nhìn cô ấy bi thương nhịn không được mà hỏi. Quá khứ đều đã qua hết rồi, cô tuy là không thể buông bỏ, nhưng cũng không muốn nói chuyện này với bất kỳ ai nữa. Trên người người có bóng hình của hắn, nếu người chết, thì trên thế giới này sẽ không còn hắn nữa. Một thế giới không có hắn thì cô đơn biết bao, ta sẽ không đi theo cô, càng sẽ không cầm theo cờ chiêu hồn mà trở về âm ti với cô trận đánh cuối cùng này định sẵn sẽ vô cùng bi thảm cờ chiêu hồn ắt sẽ thu thập được vô số ý chí anh dũng của đệ tử ma đạo tôi phải ở lại đây đem toàn bộ tên của bọn họ khắc lên cờ chiêu hồn cô hiểu được tâm ý của ngươi chỉ là nếu ngươi chết rồi thì ma đạo sẽ còn hy vọng sao có chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loại chỉ cần vẫn còn có người nhớ đến tám chữ này thì ma đạo sẽ vĩnh viễn không bị tiêu vong ha ha ra là tám chữ này đã hại cả đời của hắn Bắc âm đại đế cười buồn một cái và nói, ta có thể cầu cô một chuyện không? Tôi hỏi, nói đi sau khi tôi chết, huyền quan nhất định sẽ sụp đổ, cô có thể giúp ta lấy cờ chiêu hồn của ma đạo đưa cho thủy họa không? Cô là chủ của âm ti, vì sao lại phải giúp ngươi làm việc này? Nếu không phải vì ma đạo tổ sư chết, hộ pháp thiên tôn phá quân hà tất phải cầm đao xuống âm ti, cô chỉ biết cô nợ đạo tổ, nhưng lại quên mất chính mình cũng nợ phá quân năm đó. Sau khi đạo tổ chết đi, phá quân khó mà chịu đựng được nên đã sách đao xuống âm ti. Đời này, sau khi tôi chết, không biết thủy hỏa sẽ điên cuồng đến như thế nào nữa. Phá quân sát phạt vô song, vì tình mà có thể phá được. Tôi không muốn cô ấy lặp lại thảm kịch năm nào, cờ chiêu hồn trao cho cô ấy, thì cô ấy sẽ không giống như phá quân năm đó nữa. Ma đạo có thể không có ma đạo tổ sư, nhưng tuyệt không thể không có tướng sát phạt. Nếu không phải vì cô, bọn họ vốn đã thành đôi thần tiên quyến lữ rồi. Được rồi, cô hứa với ngươi, bác âm đại đế nói. Khi bác âm đại đế rời đi, đã dặn dò tôi một câu, thế gian này không có người ắt sẽ chết cả, trong vực sâu huyết luyện tôi còn có thể tìm được một sợi sinh cơ, nhưng cô ấy lại khuyên tôi không nên có suy nghĩ mong cầu sợi sinh cơ này. Bởi vì nếu tôi mượn sợi sinh cơ này mà tái sinh, hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn cả chết, hơn nữa còn khiến ma đạo gặp họa diệt phong. chương 299, Tứ Linh Phá Sát một Ngày thứ hai, liên quân của bốn bên từ khắp nơi tiến về vực sâu huyết luyện. Từ sau ngày cổ ma lộ ra thần nghiệp, chúng không còn có động tính gì khác nữa. Lúc chúng tôi đến vực sâu huyết luyện mới phát hiện ra huyết khí ở đây đã nồng lượm đến tột đỉnh, nhìn từ xa thôi cũng có thể cảm nhận được tả ý sông lên tận trời. Núi không minh ảm đạm tối tăm, còn vực sâu huyết luyện như cái miệng chứa đầy máu, nuốt lấy vạn trượng yêu ma. Nghi thức ngừng tụ thành ma thể của cổ ma Bách Lý Xuân Thu đã bị phá bỏ, tuy khiến hắn nộ khí sung thiên nhưng vẫn không trực tiếp xuất hiện. Vực sâu huyết luyện là nơi không thể thâm nhập vào, nếu muốn ép bách Lý Xuân Thu ra ngoài, bắt buộc phải ngăn được huyết khí của hắn hóa sinh thành vạn cổ triều tông đại trận. Năm xưa khi Tam Đạo Hợp Lực đã dùng 28 tròm tinh tú trên trời để tấn công núi không minh, hiện giờ đạo môn đã không còn lớn mạnh như xưa, nhân số cách biệt quá lớn, chỉ có thể dùng tứ linh phá sát trận để tấn công. Tứ linh là chỉ thanh long phía đông, bạch hổ phía tây, chu tước phía nam và huyền vũ phía bắc. Bốn tứ linh này đã xuất hiện từ thời hồng hoang, cùng với sự tiến hóa của trời đất đã trở thành bốn biểu tượng thần thú mỗi thần thú đều có một huyền cơ riêng vô cùng bí ẩn thanh long chủ sinh bạch hổ chủ sát chu tước chủ động huyền vũ chủ tính sau khi bốn bên thảo luận xong liền bắt đầu bày binh bố trận nhân đạo bày huyền vũ trận tiên đạo bày chu tước trận giã tiên bày thanh long trận còn ma đạo phụ trách bạch hổ trận cách bày bố của bốn trận không hẹn mà trùng với thực lực và tình hình của bốn phe ma đạo có phá quân bắt đầu sát phạt ngôi sao thứ nhất không ai phù hợp hơn bạch hổ. Giã tiên có băng long ngạo hàn và thanh long hợp sức. Nhân đạo trị bằng lối vô vi, bão nguyên thủ nhất, rất phù hợp với tính của huyền vũ. Giải thích vô vi đại ý là để vạn vật phát triển tự nhiên, không gò ép bằng phép tắc. Bão nguyên thủ nhất là một công pháp trong đạo gia, thông qua nó để bài trừ tạp niệm, giữ cho tinh thần sáng suốt. Hết giải thích, thực lực của tiên đạo là mạnh nhất, trong tứ linh phá sát, trận chu tước là đội hình tấn công chủ yếu nên đương nhiên họ sẽ là người chủ trì. Huống hồ chiến thần của tiên đạo cửu thiên huyền nữ cũng đã giác ngộ chiến thần chi đạo từ sự biến hóa của Chu Tước. Người đứng đầu tiên đạo bây giờ trên danh nghĩa vẫn là do giao trì cung chủ đảm nhận, nhưng thủ lĩnh tinh thần đã bị mộ dung nguyên duệ thay thế. Mộ dung nguyên duệ chính là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ, cũng là người duy nhất phù hợp để điều khiển Chu Tước trận. Hiện giờ lực lượng ma đạo mà tôi có thể sử dụng đã hơn hai vạn người, sau khi uy danh của Thùy Hỏa tăng cao, hai vạn đệ tử của ma đạo giờ đây nghiêm túc chỉnh tề, tràn đầy ý chí chiến đấu, sĩ khí không hề kém hơn ba đạo môn khác. Tạ Lưu Vân dùng thần niệm truyền âm, nói trận chiến này liên quan đến mạng sống của bách tính trong thiên hạ, đến số mệnh của đạo môn. Đệ tử nhân đạo có bằng lòng cùng ta tiêu diệt yêu ma để bảo vệ đạo môn không? Tất cả đệ tử nhân đạo đều đồng thanh hô lớn trừ ma bảo vệ đạo, hừng hực khí thế chiến đấu. Ở phía nam, giao chỉ cung chủ hô vang, đệ tử tiên đạo phụng thiên thừa vận, có đồng ý cùng ta thay trời hành đạo hay không? hơn hai vạn đại quân của tiên đạo cùng hô vang đồng ý. Ngạo hàn ở phía đông gầm lên một tiếng, hóa thành băng long và hô lên, giã tiên chứng đạo, quyết định bởi cuộc chiến này, mọi người có nguyện cùng tôi đi chinh phục lòng dân không? Đại quân giã tiên hiện tại đã hiện nguyên hình giã thú, cùng gầm lên theo hắn. Cho đến lúc Lưu Phong Sương ở bên cạnh cho tôi một chiếc khăn tay, tôi mới phát hiện trên mặt mình đã toàn là nước mắt. Khi tứ linh phá sát trận được phát động, quân uy bốn phương lần lượt hóa thành nguyên hình tứ linh thần thú, thần điều chu tước, toàn thân như dục hỏa phượng hoàng, lượn một vòng trên trời, phát ra một tiếng kêu lớn, chấn động cả trời cao. Núi không minh vốn âm u lạnh lẽo, nhưng sau khi chu tước hiện hình đã khiến cho nơi đây sáng bừng ấm áp hơn rất nhiều. Cùng với ánh sáng mà chu tước ban phát, sĩ khí của đệ tử tiên đạo lại trỗi dậy lần nữa. Tu vi của mộ dung nguyên duệ khôi phục rất nhanh, lúc này cô ấy đang đứng trước trận, ngưng tụ pháp thân ly hỏa. Lưu hỏa nghe thường phong thái tao nhã đứng cạnh bản tôn, giống như tịnh đế nở hoa. Đáng tiếc cô ấy vẫn đeo chiếc mặt nạ bằng đồng đó, nếu không, không biết sẽ khiến bao người đổ dạp. Đẹp lắm phải không, bên tai tôi bỗng vang lên tiếng Thùy Họa dùng thần niệm truyền tới. Không đẹp bằng vợ tôi Thùy Họa, tôi nói, ha ha, chỉ sợ ai đó khẩu thị tâm phi. Thùy Họa cười nhạt nói, sau khi chú tước hiện hình, một cỗ long uy hùng mạnh đã trỗi dậy từ phía đông. Thanh long ngừng tụ thành hình ở phía trên trận doanh của giã tiên, nó vừa hiện hình, khí thế của băng long ngạo hàn lập tức bị đoạt mất. Tiếng rồng gầm vang trời đất, thú thân của giã tiên liền quỳ xuống hành lễ. Huyền vũ xuất hiện ở phía bắc, yên lặng như ngọn núi, khiến đệ tử của tiên đạo ai ai cũng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. Tạ lưu vân huyết một tiếng sau đó liền bay đến đáp trên lưng huyền vũ. Hành động này đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, huyền vũ là một trong tứ linh từ thuở hồng hoang, kể cả không phải là bản tôn thân chí, hành động vừa nãy của tạ lưu vân cũng có ý khinh nhờn. Trường 300, tứ linh phá sát 2, nhưng Huyền Vũ lại không hề có phản ứng khác thường nào, nó dường như không hề để ý tới sự thiếu tôn trọng của Tạ Lưu Vân. Thùy Hòa, Tạ Lưu Vân hiện tại đang ở cảnh giới nào? Tôi kinh ngạc hỏi, việc hắn dẫm lên mình Huyền Vũ không liên quan đến cảnh giới của hắn, nhưng đã chứng thực được suy đoán trước kia của em. Nghĩa là sao? Huyền Vũ giả, đái cửu lý nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc, ngũ cư trung ương. Đây là câu khẩu quyết liên quan đến vị trí của chín số bát quái trên cửu cung đồ. Lục nhâm âm dương thuật do quốc sư đại đường Lý Thuần Phong sáng tạo chính là được lĩnh ngộ từ Hà Đồ Lạc Thư, hắn chắc chắn có mối quan hệ sâu sắc với nguồn gốc của huyền vũ. Anh hiểu rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, xem ra tạ Lưu Vân quả thật là Lý Thuần Phong nhất bàn chuyển sinh, nhưng tôi vẫn không biết tạ Lưu Vân dùng kiếm nhập đạo bằng cách nào. Lẽ nào hắn ta cũng giống tôi, đều là đạo võ song tu. Càng nghĩ tôi càng thấy có khả năng, bởi vì ngày trước chính hắn đã vạch trần đạo võ song tu từ trong kiếm ý của tôi. Lục nhâm âm dương thuật còn gọi là khuy tí thiên cơ, nếu giờ tạ Lưu Vân lại ngộ ra một bộ lục nhâm âm dương kiếm của khuy tí thiên cơ nữa, thật sự sẽ trở thành kẻ địch của ma đạo. Người bất ngờ không phải mỗi mình tôi, khoảnh khắc tạ Lưu Vân dẫm lên lưng của huyền vũ, cao nhân của tiên đạo cũng đã lờ mờ đoán ra thân phận của hắn. Đặc biệt là giao trì cung chủ, sắc mặt bà ta tĩnh lặng như nước. Lý thuần phong vốn phong nhã đa tình, năm xưa không biết đã làm rung động biết bao tấm chân tình của tiên tử trong đạo môn giao chỉ cung chủ rõ ràng là đang nghĩ đến chuyện này tứ linh trận do chu tước phát động thanh long cho nó sức sống huyền vũ cho nó chủ tâm đến bạch hổ đều truyền tất cả thành sát cơ thần thú bạch hổ vừa hiện hình trên trận doanh của ma đạo xung quanh bỗng trở nên tiêu điều sơ sát sát ý như được trút xuống từ trên trời rắc lên mỗi đệ tử ma đạo trong đó bị tác động mạnh nhất là thùy hỏa cô ấy là người có mệnh cách của phá quân phụ trách chiến sự ở nhân gian, đạo của cô ấy lại là điều khiển tiên thiên canh kim, tuy rằng thần thú bạch hổ sát khí ngút trời, nhưng khi thủy hỏa dơ lên lưỡng đoạn đao, hơn nửa sát khí đã bị hút vào người cô ấy. Sát khí nồng đượm vô cùng, thủy hỏa căn bản không thể hoàn toàn khống chế nó, lông chim chỉ đứt lìa, mái tóc trắng tung bay loạn xạ. Phóng mắt nhìn xung quanh, không một người nào ở đây dám nhìn thẳng vào cô ấy. Khi ánh mắt của cô ấy quét về phía tạ Lưu Vân, thanh hùng thư tam ngũ trảm tà trên lưng của hắn đã tuốt ra khỏi vỏ và hợp nhất thành một. Nhìn về phía ngạo hàn, tôi thấy thân rồng khổng lồ của hắn có chút run rẩy. Cuối cùng ánh mắt của Thùy Hỏa hướng về phía mộ dung nguyên duệ. Hai người con gái này, một người từng là đời thứ 9 của phá quân, mang trên mình mệnh cách của phá quân, người còn lại là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ. Trong cuộc giao tranh giữa kẻ thù cũ, mộ dung nguyên duệ không chịu được ánh nhìn chằm chằm chứa đầy sát ý của Thùy Hỏa, cuối cùng đã lộ ra con át chủ bài của cô ấy, pháp thân thứ ba lập tức ngưng tụ thành hình. Pháp thân ất mộc với y quan phủ ngọc phỉ thúy và pháp thân ly hỏa, cùng với mộ dung bản tôn đứng cùng nhau tạo thành tam tài trận mới có thể miễn cưỡng cạnh tranh với thủy hỏa. Sau khi tứ linh phá sát trận được hình thành, tứ đại thần thú đồng loạt gầm lên. Bỗng chốc gió dục mây vần, bầu trời cũng biến đổi theo. Vốn dĩ bầu trời đang đen kịt, bỗng nhiên như mở ra một khe hở, ánh sáng từ trăng sao chiếu dọi xuống nơi đây. Trăng này là trăng máu, giống y như hàn hoang ngày trước. Khắp nơi truyền tới không biết bao nhiêu ánh nhìn của thần niệm, chư thần, thiên tôn, tất cả đều hướng mắt về phía thập vạn đại sơn ở nhân gian, bọn họ tò mò không biết nhân gian sẽ ứng 응 phó với đại họa lần này như thế nào. Thiên đình, cung điện lăng tiêu, ngọc hoàng đại đế nhìn xuống nhân gian, dùng thần niệm nói với đệ tử của tiên đạo, thuận theo trời thì sống, trái ý trời ắt phải chết. Trong tổ đình của nhân đạo hàm cốc quan, đạo đức thiên tôn mở mắt rồi phun ra một câu, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Tức là đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến, tên mà có thể đặt ra để gọi nó thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến. Sâu thẳm trong hư không xa xôi, nữ oa tỏa ra thần niệm, yêu tộc chắc chắn sẽ lại vùng dậy. Chỉ có mỗi ma đạo là không có ai truyền âm tới. Bởi lẽ ma đạo tổ sư đã hóa thành hy di, đồng quy với trời đất, còn hai vị đại thiên tôn vẫn chưa có tư cách lên tiếng. Lúc này đệ tử của ma đạo ai nấy đều nhìn về phía tôi, Tôi quả thật là có tư cách nói lời này, nhưng lại không cách nào khiến những lời tôi muốn nói truyền tới tai của mỗi đệ tử ma đạo. Nhưng mà tôi cũng không thể im lặng, đặc biệt là lúc vì họa đang dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía tôi. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lược, tất cả tám chữ, mỗi chữ đều như hết ra máu. Sau khi nói xong, thức thần sợ hãi gần như muốn trốn vào trong huyền quan, tôi bắt buộc phải khóa thần đình lại mới ngăn được nó. May là tôi vẫn chưa chết, nếu không thì mất mặt chết mất sau khi tứ linh phá sát trận được ban phước chu tước liền vỗ cánh bay đến hang động vực sâu huyết luyện sau đó mở miệng phun ra một dòng ly hỏa tinh khiết sau đó từ trong vực sâu huyết luyện phát ra vô số tiếng kêu gào thảm thiết không biết đã có bao nhiêu đệ tử của cổ thần tông đã bị thiêu đốt bởi dòng ly hỏa của chu tước sau chu tước là thanh long tiếp đó là huyền vũ khi tứ linh phá sát trận luân chuyển đến phía ma đạo thần thú bạch hổ liền gầm lên một tiếng rồi hóa thành một luồng sáng rơi vào trong lưỡng đoạn đao trong tay Thùy Họa, biến hóa này vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Tiếp đó, Thùy Họa liền bay thẳng lên trời, chém về phía vực sâu huyết luyện bằng đòn mạnh nhất trong đời cô ấy. Thiên địa giao trinh, âm dương lưỡng đoạn, phá, chương 301, Bách Lý tái xuất 1. Một đao này của Thùy Họa, giống như phá quân của ngày trước đã quay về. Tam đại sát cơ hội tụ trong một thân thể, phá quân, canh kim, bạch hổ, ba vị này đều được xem như chiến thần. Mà thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao lại là đao pháp thứ nhất của nhân gian, đao này vung ra khiến thần ma bạt vía, thiên tôn cũng phải cau mày. Vào khoảnh khắc này vô số người phát ra tiếng thở dài, mà đạo nổi lên đã là điều không thể ngăn cản. Sau này, khi kho kinh miêu tả sự ngoạn mục trong nhát đao này của Thủy Họa, đã dùng một câu như thế này, anh hùng tụ họp chưa lập được công trạng, mỹ nhân vừa nhấc đao đã làm dung chuyển bát hoang. Anh hùng hào kiệt trên thế gian nhiều vô kể, không chỉ tạ Lưu Vân với sức mạnh vô song, mà còn nhiều vị nửa bước thiên tôn ở tiên đạo có sức chiến đấu không hề kém Thùy Hỏa. Tuy vậy anh hùng hảo hán vẫn chưa xuất chiêu, kiếm này của Thùy Hỏa đã khiến thiên hạ chấn động một phen. Một đao của Thùy Hỏa vừa chém xuống, từ sâu trong vực sâu huyết luyện bật ra một tiếng gầm vô cùng giận dữ. Tiếng gầm khiến núi rung đất lở, cả ngọn núi không minh cũng phải rung chuyển theo nó. Rõ ràng là một đao này của Thùy Hỏa đã khiến ma cổ Bách Lý Xuân Thu bị thương huyết khí tạo thành vạn cổ triều tông đại trận cũng theo đó mà đổ sụp xuống. Vô số huyết khí thoát ra từ vực sâu huyết luyện, sau khi rơi xuống đất liền biến thành bao nhiêu là hồng y nữ tử. Theo kho kinh ghi chép, con gái Nam Cương rất giỏi nuôi cổ gieo họa, con gái mang tính âm, có bản năng làm mẹ, nên có thể nuôi dưỡng tử mẫu cổ. Trong hàng vạn loại cổ, tử mẫu cổ là mạnh nhất, vì vậy những người thờ cúng cổ thần tông đa số đều là nữ. Bốn vị hồng y tài huyết sứ xuất hiện đầu tiên, quần áo và mũ đều là màu đỏ, Mặt ai cũng chứa đầy sát khí Theo sau là 36 vị nữ tế từ áo đỏ, đi chân trần, da trắng tóc đen Tiếp nữa là 72 vị hồng y nữ thần quan xuất hiện Nhưng lần này họ lại mặc áo giáp đỏ Cuối cùng lại có thêm hàng trăm nữ tín đồ đi ra từ vực sâu huyết luyệt Phục trang mát mẻ, bộ đồ khiến cơ thể họ gần như lộ ra toàn bộ Ai cũng đầy vẻ khát tình Bách Lý Xuân Thu là một tên háo sắc Những người có địa vị cao cùng với cổ thần Tông chắc chắn đều là tuyệt thế giai nhân có lời đồn rằng bách lý xuân thu đã dùng phương thức giao cấu để đưa cổ giống cho những nữ tín đồ sau đó để họ chăm sóc chúng thành cổ ở chỗ cổ thần tông địa vị của đàn ông rất thấp kém hầu hết đều giống như nô lệ hoặc làm lò nung để cổ trùng hấp thụ huyết khí những đệ tử còn sót lại của cổ thần tông không còn nhiều lác đác vài trăm nữ tử trước mặt có lẽ là đội quân tinh nhuệ cuối cùng rồi trước đây khi bách lý xuân thu bị tam đạo phong ấn phần lớn ý thức của cổ ma đã tổn hại nếu lần này lại bị tiêu diệt kết cục sẽ giống như nguyệt ma vĩnh viễn tan biến không bao giờ có thể thức tỉnh lại nữa vì vậy lần này bách lý xuân thu đã điều động tất cả lực lượng chiến đấu của cổ thần tông liều mình trong trận quyết chiến với đạo môn cả trăm nữ đệ tử của cổ thần tông vô cùng quyến rũ gợi cảm bị cốt thiên xanh kể cả các đệ tử của đạo môn có sáng suốt đến mấy cũng khó tránh khỏi sự cám dỗ của bản năng hơn nữa lúc bọn họ xuất hiện đã giải thôi tình cổ ra khắp nơi nó đã khiến ngọn lửa ham muốn của các nam đệ tử bùng lên giải thích thôi tình cổ là loại cổ kích thích ham muốn tình dục. Hết giải thích, đệ tử của đạo môn còn đỡ, còn giã tiên mặc dù đã không còn ham muốn, không biết xấu hổ, vậy mà nữ tín đồ của cổ thần tông vừa đi ra, mắt bọn họ đã sáng rực lên, ý chí chiến đấu cũng quay về con số không. Nhưng bọn họ không biết rằng những người con gái trước mặt tuy có dung mạo như mỹ nhân, nhưng tâm địa lại độc ác như rắn rết. Giai nhân xinh đẹp chỉ là ảo giác, không được mất đi lý trí, càng không nên mềm lòng mà nhẹ tay với bọn chúng, phải dùng toàn lực chiến đấu. Tạ Lưu Vân nhìn ra đệ tử của nhân đạo đang mềm lòng, ngay lập tức ra lệnh cảnh tình. Đệ tử của nhân đạo dù gì cũng đã tu luyện thanh tịnh nhiều năm, nhờ mệnh lệnh của hắn nên mọi người lần lượt đề cao cảnh giác trở lại. Cùng lúc đó, giao chỉ cung chủ lên tiếng, mộ dung nguyên duệ bản tôn và hai pháp thân của cô ấy ngự không trấn áp tất cả mọi người. Mộ dung nguyên duệ vốn là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, chỉ cần tỏa ra một chút thần tính liền khiến các đệ tử đang bị mê hoặc tỉnh táo trở lại. Thực ra những đệ tử người âm vừa mới đến của ma đạo chúng tôi không mạnh hơn giã tiên là bao, bị cổ thần tông mê hoặc rất nhiều, đúng lúc tôi đang buồn phiền vì chuyện này, Thùy Họa liền thể hiện quân uy của mình, sát khí hung hãn quét qua toàn bộ trận doanh của đệ tử ma đạo. Trên đầu chữ sắc là một con dao, hành động của Thùy Họa đồng nghĩa với việc kề dao lên cổ họ. Nhờ vậy đệ tử ma đạo ngay lập tức trở nên tỉnh táo, tinh thần cũng phấn chấn trở lại. Còn về phần giã tiên, dù ngạo hàn có thể hiện uy lực của rồng như thế nào chăng nữa, cũng không hề có tác dụng gì. Với đẳng cấp của cao thủ, thủ lĩnh của giã tiên vẫn có thể giữ được tinh thần sáng suốt, nhưng yêu tộc dưới trướng lại không kìm chế được thú tính của mình. Cả trăm nữ tín đồ của cổ thần Tông chắc chắn cũng đã nhận ra điểm yếu trận doanh của giã tiên, nên thường xuyên liếc mắt đưa tình với giã tiên, cố tình để lộ ra thịt và có những hành động mờ ám, đồng thời âm thầm lựa chọn mục tiêu để hạ cổ. 72 vị nữ thần quan lại xem thường việc này, họ trực tiếp mở ra địa sát trận, bản thân bọn họ vốn đã là cao thủ, mỗi người đều có tu vi tương đương với nửa bước thiên tôn. Thần niệm của 36 vị nữ tế tư cực kỳ mãnh liệt, sức chiến đấu còn hơn nữ thần quan một bậc, trực tiếp tạo ra thiên cương trận. Thiên cương địa sát không chỉ tương ứng với 108 tròm tinh tú trên trời mà còn trùng với 108 loại tà cổ khó hóa giải nhất của cổ thần tông. Còn về bốn vị tài huyết sứ, bọn họ thuộc cấp bậc nguyên lão của cổ thần giáo, tuy bề ngoài có vẻ trẻ mãi không già, nhưng tuổi thật của họ có lẽ còn lớn hơn cả khôi bà bà của giã tiên. Đạo Kinh từng nói, Cổ Thần Tông lúc đầu có 12 vị tài huyết sứ, nhưng 8 trong số 12 người đã rơi xuống trong cuộc chiến núi không minh, 4 người còn lại đã chạy vào sâu trong vực sâu huyết luyện. Nếu 4 vị tài huyết sứ trước mặt này chính là 4 vị nguyên lão năm xưa đã chạy trốn vào vực sâu huyết luyện, vậy thì sức mạnh của họ có thể nói là thâm sâu khó lường. Nếu so sánh sức chiến đấu với đội quân tinh nhuệ cuối cùng của Cổ Thần Tông, đại quân lên đến hàng vạn người của đạo môn vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Tuy vậy nếu hai bên thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua vẫn là một ẩn số tâm lý của bốn tài huyết sứ quá mạnh đến thủy hỏa cũng không chịu nổi mà nhăn mày không cần nghĩ cũng biết một cuộc huyết chiến tàn khốc sắp sửa bắt đầu thời gian không đợi ta càng kéo dài càng khó khống chế được chủ tâm mộ dung tiên tử bắt đầu thôi tạ lưu vân hô lớn mộ dung nguyên duệ cũng biết rõ kéo dài thời gian không có lợi cho đạo môn vì vậy cô ấy ngay lập tức ra lệnh tấn công lúc này tứ linh thần thú đã hoàn thành sứ mệnh quay trở về hư không cuộc huyết chiến giữa đạo môn và cổ thần tông bắt đầu. Pháp trận của nhân đạo và tiên đạo vừa hiện ra hào quang, hàng trăm nữ tín đồ của cổ thần tông liền bắt đầu xông về phía doanh trại của giã tiên, thả từ mẫu cổ vào những vật chủ mà chúng đã nhắm sẵn từ trước, từ mẫu cổ biến thành luồng sáng màu đen, dùng tốc độ nhanh như chấp xâm nhập vào cơ thể của những giã tiên đã bị chọn chúng. chương 302, Bách Lý Tái Xuất 2 Ngay sau đó, doanh trại của giã tiên lập tức trở thành một mớ hỗn độn, những vật chủ bị chọn đều là những cao thủ của giã tiên, việc bọn họ đột nhiên trở giáo đánh quân mình khiến lực lượng giã tiên bị tổn hại nghiêm trọng. Tử mẫu cổ là loại khó hóa giải nhất, cho dù hàng trăm nữ tín đồ đều chết hết, chỉ cần còn lại một chút hồn phách sót lại cũng có thể thao túng vật chủ. Cuộc hỗn chiến lớn đã bắt đầu rồi, vô số ánh sáng rực rỡ từ xung quanh chiếu vào vùng trời vực sâu huyết luyện, phạm vi và uy lực phải lớn hơn trận chiến ở đàm cửu long cả chục lần. Ngũ hành của nơi này ngay từ đầu đã hỗn loạn, nhưng sau khi tứ linh phá sát trận phá vỡ vạn cổ chiều tông đại trận do huyết khí của cổ thần tông tạo thành ngũ hành sinh khác liền trở lại vị trí vốn có của nó nhờ vậy có thể thoải mái thi triển các thuật pháp thần thông thiên cương địa sát trận của cổ thần tông cũng có sức hủy diệt rất đáng gờm nọc độc của cổ trùng được bắn ra khắp nơi cả hai bên đều có thương vong nhưng bởi vì nhân số của đạo môn nhiều hơn nên thương vong cũng nghiêm trọng nhất lúc đầu cả hai dùng pháp trận để tranh đấu nhưng lúc này đến những cao thủ giỏi nhất cũng tránh đối đầu trực tiếp với nhau Thùy Hỏa không nhẫn tâm nhìn đệ tử của ma đạo chết uổng, bèn cưỡng chế thi hành quân uy, giúp đệ tử ma đạo ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của nọc độc cổ trùng. Ba bên còn lại rõ ràng là có ý kiến với hành động này, nhưng A Lê đã nhanh chóng đáp lại sự lo ngại của bọn họ bằng mũi tên của cô bé. Mũi tên của A Lê bách phát bách chúng, từng mũi tên nhắm thẳng vào những nữ tín đồ cấp thấp, không hề nương tay mà tiêu diệt từng người một. Đến khi đã tiêu diệt hết các nữ tín đồ, cô ấy lại bắt đầu chuyển mục tiêu sang những nữ thần quan. Nữ thần quan không hề dễ đối phó, hơn nữa khí cơ bị thiên cương địa sát trận che lấp nên không dễ khóa lại, nhưng mũi tên của A Lê vẫn vun vút như sao băng, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ mất mạng như chơi. Sau khi pháp trận của hai bên đã yếu dần, Thủy Hỏa thét lớn một tiếng sau đó cầm đao xông về phía những thần quan tế tự còn sót lại của Cổ Thần Tông, nhưng vừa mới chém vài nhát, một vị tài huyết sứ đã nhận ra sức chiến đấu đáng gờm của cô ấy, liền xông vào đánh tay đôi với Thủy Hỏa. Cùng lúc đó, Tạ Lưu Vân Mộ Dung Nguyên Duệ và Ngạo Hàn đều đang chủ động hoặc bị động chiến đấu với Tài Huyết Sứ. Sức chiến đấu của Tài Huyết Sứ vượt trội hơn hẳn, vừa tranh đấu chưa bao lâu, từng miếng vảy rồng to như bánh xe lần lượt bong ra khỏi thân rồng, đau đến mức khiến Ngạo Hàn kêu lên thảm thiết. Vừa nghiến răng kiên trì thêm ít lâu, lại bị một đòn của Tài Huyết Sứ từ trên trời giáng xuống. Hắn vừa ngã xuống, doanh trại của Giá Tiên vốn đã tan đàn xẻ nghé ngay lập tức trở nên hỗn loạn, những Giá Tiên bị tử mẫu cổ thao túng bắt đầu chế độ tàn sát điên cuồng vị tài huyết sứ kia còn truy sát vào tận trong trận doanh của giã tiên, còn ngạo hàn hoảng loạn chạy trốn về phía tiên đạo. Tài huyết sứ biết rằng tiên đạo có nhiều cao thủ, liền không đuổi theo nữa, mà xông vào tiêu diệt trận doanh của giã tiên. Đến khi ngạo hàn quay về cùng với hai cao thủ của tiên đạo, đã có hàng ngàn giã tiên chết dưới tay vị tài huyết sứ kia rồi. Bên này mộ dung nguyên duệ bản tôn và hai pháp thân của cô ấy đang chiếm thế thượng phong so với một vị tài huyết sứ, canh kim, ly hỏa, ất mộc tam tài trận vây chặt vị tài huyết sứ kia, cho dù cô ta đã dùng hết chiêu vẫn không thể nào thoát ra được bên phía ma đạo sát tính của bạch hổ trong lưỡng đoạn đao vẫn chưa tiêu tan hết những người bị cô ấy giết và vị tài huyết sứ kia đều toàn thân đẫm máu cuối cùng cùng với tiếng thét của thùy họa vị tài huyết sứ đó cũng bị chém ngang eo thành hai đoạn sau khi thùy họa tiêu diệt được một vị tài huyết sứ ở bên này tạ lưu vân cũng lập thêm chiến công mới kiếm của hắn quả nhiên là thoát ẩn thoát hiện nói là nhìn trộm thiên cơ cũng không ngoa vị tài huyết sứ đối đầu với hắn ta là thảm nhất từ trên xuống dưới bị kiếm khí làm thương tích đầy mình, cuối cùng bị thanh hùng thư tam ngũ chảm tà đâm xuyên tim mà chết. Tiếp đó là mộ dung nguyên duệ, sau khi vây chặt vị tài huyết sử kia, liền hy sinh thân phận ly hỏa, thiêu cháy cô ta cho đến chết. Về phía ngạo hàn và hai vị cao thủ của tiên đạo, bọn họ cuối cùng cũng kết liễu vị tài huyết sứ ở phía đông. Sau khi bốn vị tài huyết sứ đều bị tiêu diệt, các nữ tế tư và nữ thần quan cũng bị cao thủ của đạo môn và giã tiên diệt sạch. Còn về mấy trăm nữ tín đồ, bọn họ đều đã bị giết từ lúc chúng tôi dùng pháp trận tranh đấu rồi. Mặc dù tôi không tham gia vào trận chiến, nhưng số lượng địch mà ma đạo chúng tôi giết được không hề ít hơn so với ba môn phái kia. Hai người A Lê và Thùy Họa, một người giỏi cận chiến, đánh đầu thắng đó, không ai cản được, một người giỏi chiến đấu tầm xa, không ai giỏi bằng, ma đạo chỉ cần hai vị nữ chiến thần này cũng đủ hơn vô số đạo binh rồi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người của cổ thần Tông đều đã chết hết, nhưng Bách Lý Xuân Thu vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại huyết khí trong vực sâu huyết luyện lại trở nên nồng đậm hơn. Lúc này tôi mới chợt ngộ ra, chắc chắn là huyết khí của những người tử trận đã bị Bách Lý Xuân Thu hút hết. Đúng lúc này, từ trong vực sâu huyết luyện truyền tới sự dao động của một luồng thần niệm mang sức mạnh vô cùng to lớn. Điều mà chúng tôi lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, không thể ngờ rằng trận huyết chiến cuối cùng lại giúp Bách Lý Xuân Thu có được ma thể. Chương 303, Ma thể lần đầu xuất hiện một. Trong trận chiến vực sâu huyết luyện không chỉ toàn bộ nữ đệ tử của cổ thần tông bị tiêu diệt, mà thương vong của đạo môn cũng lên tới hơn 5.000 người, giã tiên lại càng tổn thất nghiêm trọng hơn, cuối cùng chỉ còn lại lác đác vài ngàn giã tiên may mắn sống sót. Hồn vía của những người tử trận đa số đã bị tiêu tan ngay tại đó, còn tất cả số huyết khí của người đã chết đều bị cổ ma Bách Lý Xuân thu ẩn nấp trong vực sâu huyết luyện hấp thụ hết. Việc thanh trừng 72 đỉnh của núi Khổng Minh đã làm gián đoạn nghi thức thu thập ma thể của cổ ma, nhưng trận quyết chiến với đệ tử của cổ thần tông lại cung cấp cho hắn một lượng huyết khí khổng lồ. Khoảnh khắc thần niệm của Bách Lý Xuân Thu truyền ra, tôi biết rằng điều chúng tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Một luồng sáng chói lọi đỏ tươi như máu vọt ra từ vực sâu huyết luyện, dài đến hàng chục thước. Luồng sáng thu nhỏ lại với tốc độ rất nhanh, cuối cùng biến thành hình người, đó chính là diện mạo thật của Bách Lý Xuân Thu bản tôn. Những miêu tả về dáng vẻ của Bách Lý Xuân Thu trong kho kinh giống hệt những gì trước mắt chúng tôi. Trên đầu mọc sừng dê, vô số vu cổ minh văn được in trên phần thân trên để trần. Trên trán có một con mắt để mê hoặc đối phương, con mắt có màu xanh biếc, mặt đen thui như mực, đôi mắt bình thường thì đỏ tươi màu máu, ngũ quan vừa xấu xí vừa hung tợn. Trên hai cánh tay có hai con rắn lớn, một con đỏ một con xanh. Thay vì nói đây là con người, chỉ bằng nên gọi hắn là một ác quỷ đến từ địa ngục. Hình dáng con người của hắn đã xấu xí dữ tợn như vậy, mà thể của hắn chắc sẽ càng khó tưởng tượng hơn nữa đây chính là Bách Lý Xuân Thu ư, Lưu Phong Sương ở bên cạnh tôi hỏi, ừ, đúng là vô cùng xấu xí, bảo sao làm bao nhiêu việc tán tận lương tâm như vậy. Nói vậy là sai rồi, người xấu xí chưa chắc đã xấu xa, xinh đẹp cũng không đồng nghĩa với lương thiện. Việc Bách Lý Xuân Thu hóa thành ma là có lý do, không liên quan gì đến bản tính của hắn. Tôi nói, thực ra, trước khi hóa ma Bách Lý Xuân Thu là một kẻ rất đáng thương. Bởi vì ở Nam Cương có thập vạn đại sơn, vốn đã có rất nhiều cổ trùng, Người xưa có câu, cùng sơn ác thủy suốt điều dân, người nam cương lòng dạ hẹp hòi, lại thù dai và hay ghen ghét đấu kỵ, nên họ nuôi cổ để moi tiền của người ta. Giải thích câu cùng sơn ác thủy suốt điều dân là ý chỉ khi bị cuộc sống dồn vào con đường cùng, nghèo nàn và bế tắc sẽ tạo nên những con người ngu dốt và thiển cận. Hết giải thích, lúc đầu Bách Lý Xuân thu vốn không phải là cổ sư, ngược lại hắn là một thuật sĩ rất có tiếng. Trong thời đại hỗn loạn, khi đạo Pháp vẫn chưa xuất hiện, thuật sĩ phải ngang hàng với đạo sĩ ngày nay. Lúc đó Bách Lý Xuân Thu là thuật sĩ trong một bộ tộc lớn của nhân tộc, trong thời đại nông nghiệp con người phải dựa vào điều kiện tự nhiên để sống qua ngày, vai trò quan trọng nhất của thuật sĩ chính là chủ trì việc cầu mưa và cúng tế. Có một năm xảy ra hạn hán nghiêm trọng, thủ lĩnh bộ lạc yêu cầu Bách Lý Xuân Thu lập đàn cầu mưa, nhưng làm phép liên tục 3 ngày mà trời vẫn không có hạt mưa nào. Phương thức cầu mưa này vô cùng tàn nhẫn, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là phơi nắng, hoặc có thể hiểu là phơi thuật sĩ dưới ánh nắng mặt trời. Bách Lý Xuân thu phơi nắng ba ngày liên tục trên đàn tế, sức chịu đựng đã đến giới hạn, lúc đó trong bộ lạc còn có những thuật sĩ khác, nên đã đề nghị đổi người khác thử xem. Vốn giữa các thuật sĩ cũng có cạnh tranh, Bách Lý Xuân thu lại là thuật sĩ hàng đầu, những thuật sĩ khác vốn đã không ưa hắn từ lâu, bèn lén nói với thủ lĩnh rằng sở dĩ Bách Lý Xuân thu cầu mưa thất bại là do không thành tâm, nước mắt hóa thành mưa, còn hắn đến một giọt nước mắt cũng không rơi, trời cao sao có thể ban mưa chứ người nói câu này lại chính là sư đệ đồng môn của bách lý xuân thu đó là một kẻ đố kỵ quen thói hắn vẫn luôn tơ tưởng tới người vợ xinh đẹp yêu kiều của bách lý xuân thu hắn còn biết bách lý xuân thu có một căn bệnh mà không ai biết đó là bẩm sinh không có tuyến lệ cho nên không thể khóc được thủ lĩnh nghe vậy bèn bắt bách lý xuân thu khóc để cầu mưa nhưng hắn nào có thể khóc được nhân lúc này vị sư đệ đồng môn kia lại tiếp tục nói rằng bách lý xuân thu thương hai đứa con của hắn nhất nếu giết hai đứa nhỏ ngay trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ khóc. Người Nam Cương tàn nhẫn hung bạo, giữa các bộ lạc thường xảy ra chém giết, chuyện lột da ăn thịt người cũng không còn xa lạ, họ coi mạng người như trò chơi của trẻ con vậy. Nghe lời dèm pha, thủ lĩnh ngay lập tức sai người đem hai đứa con một trai một gái của Bách Lý Xuân Thu đến trước mặt hắn, ra tay giết đứa con trai ba tuổi trước. Bách Lý Xuân Thu không hề khóc, thủ lĩnh lại tiếp tục ra tay với đứa con gái mới hai tuổi của hắn, bấy giờ Bách Lý Xuân Thu vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vào lúc này, người vợ của Bách Lý Xuân Thu đã khóc suốt cả quãng đường đến trên đài tế, ôm lấy thi thể của hai đứa con thơ mà không ngừng khóc lớn. Thủ lĩnh bị tiếng khóc của người vợ quấy nhiễu, bèn dứt khoát sai người giết luôn cả vợ của Bách Lý Xuân Thu. Những người làm thuật sĩ đa số đều có tướng mạo khó coi, người ta nói xấu mới gần gũi với quỷ thần, Bách Lý Xuân Thu được chọn để làm đệ tử cũng là do quá xấu xí. Nhưng người vợ Thanh Mai Trúc Mã với hắn lại là một mỹ nhân khuynh thành, cô ấy đã ở bên hắn từ nhỏ mà không hề ghét bỏ dung mạo của hắn. Hai đứa con của mình bị giết chết, Bách Lý Xuân Thu tuy rằng vô cùng căm phẫn và đau buồn nhưng hắn vẫn không khóc, nhưng khi nhìn thấy người vợ mà mình yêu thương nhất bị thủ lĩnh chém ngang đầu, hắn đã khóc rồi, hai hàng huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt hắn. Bách Lý Xuân Thu vừa khóc, trên trời lập tức nổi lên sấm chớp đùng đùng, từng tia một liên tục giáng xuống, sau đó cuồng phong bão táp ùn ùn kéo đến. Phù Vân tìm lối thoát, mưa ào ào như bắn tên. Trận mưa xối xả này kéo dài tận 7 ngày 7 đêm, mà Bách Lý Xuân Thu cũng vội vàng chạy trốn trong trận mưa lớn này, từ phía tây chạy trốn vào trong thập vạn Đại Sơn ở Nam Cương. Mặc dù thập vạn Đại Sơn rắn rết khắp nơi, người chết nhiều không đếm xuể, nhưng Bách Lý Xuân Thu là thuật sĩ, đương nhiên có cách đối phó với chúng. chương 304, Ma Thể lần đầu xuất hiện hai Người Nam Cương nuôi cổ gieo họa, tuy Bách Lý Xuân Thu không phải là cổ sư, nhưng hắn thường giải cổ độc cho người ta, nên dù không được chỉ dạy hắn cũng có thể học được cách nuôi cổ, thậm chí còn giỏi hơn cổ sư bình thường gấp mấy lần. Vợ con của Bách Lý Xuân Thu đều bị sát hại một cách dã man, cú sốc đó đã khiến tâm trí của hắn trở nên bất thường, hắn bắt đầu nuôi cổ trong thập vạn Đại Sơn, lập kế hoạch báo thù. Ba năm sau, Bách Lý Xuân Thu điều khiển Bách Cổ quay về bộ lạc, vùng đao chém giết, không ai có thể ngăn cản. Một bộ tộc vốn có 5 vạn người, chỉ trong một đêm đã bị hắn diệt sạch. Sau khi phục thù xong, Bách Lý Xuân Thu vốn định từ nay về sau sẽ ẩn cư trong núi. Nhưng một khi đã nuôi cổ gieo hỏa thì phải tiếp tục hại người, sau khi trùng cổ khát máu, nếu không tiếp tục hại người thì chúng sẽ quay lại cắn chủ. Lúc đầu Bách Lý Xuân Thu vẫn có thể khống chế được, nhưng sau đó bị cổ trùng phản lại không chịu nổi, đành phải tiếp tục hại người. Hắn ta vừa hại người lại vừa hối hận, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn. Cuối cùng hắn chịu không nổi nữa, bèn nhảy xuống vực sâu huyết luyện. Chuyện cũng thật trùng hợp, hắn vốn muốn tự sát, nhưng lại tìm được một lối đi tới vạn ma điện từ trong vực sâu huyết luyện. Lạc bước vào vạn ma điện rồi bị cổ ma chọn chúng, điều này đã xóa sạch chút nhân tính còn sót lại, khiến hắn hoàn toàn rơi vào ma trướng. Đến lúc Bách Lý Xuân thu trở lại một lần nữa, hắn đã lập nên cổ thần tông tà ác ở nhân gian. Bản chất của ma quỷ vốn là độc ác, mà cổ ma lại càng là sự tồn tại xấu xa âm hiểm nhất với lòng tham không đáy khó mà thỏa mãn. Bách Lý Xuân Thu bắt đầu giết người hút máu, hoang dâm với vợ và con gái của người khác, dùng cổ độc để hại chúng sinh. Giai đoạn lịch sử này được Ma đạo tổ sư điều tra và xác nhận sau khi phong ấn Bách lý Xuân thu. Khác xa với những ghi chép về Bách lý Xuân thu trong Kho kinh, ở đó Bách lý Xuân thu được miêu tả như một cổ sư nham hiểm độc ác, cưỡng cầu vu cổ trứng đại đạo, cuối cùng thất bại nên hóa ma. Tuy rằng Ma đạo tổ sư vô cùng căm phẫn với những gì cổ thần tông đã làm, nhưng vẫn có chút thương xót đối với Bách lý Xuân thu. Nếu không phải do vợ con bị sát hại dã man có lẽ hắn đã không dấn thân vào con đường hóa ma không thể quay đầu này, chỉ có thể thở dài mà thốt lên câu, tạo hóa trêu người. Có lẽ vào lúc đó hắn mới bắt đầu hoài nghi thiên đạo, nếu như mưa lớn đổ xuống sớm hơn chút nữa, Bách Lý Xuân Thu nào gặp phải nhiệt duyên hóa ma. Đã ba ngàn năm rồi, thiên đạo này vẫn là thiên đạo của năm xưa sao. Bách Lý Xuân Thu ngước lên trời chất vấn. Tuy rằng tôi cũng có chút đồng cảm với Bách Lý Xuân Thu giống như ma đạo tổ sư, nhưng thâm tâm tôi biết rõ rằng Bách Lý Xuân Thu trước mặt tôi đây sớm không còn là thuật sĩ ngày trước nữa, mà đã trở thành một đại ma đầu. Thiên đạo vẫn luôn ở đó, hôm nay chúng ta tới đây là để trừ yêu diệt ma, thay trời hành đạo. Giao trì cung chủ nói, cổ ma, trời cao yêu quý chúng sinh, người không nên tồn tại trên đời này. Tạ Lưu Vân nói, trời cao yêu quý chúng sinh, ha ha ha, Bách Lý Xuân Thu bỗng nhiên cười lớn, cười xong, hắn liền quay về trận doanh của ma đạo hỏi người của nhân đạo tiên đạo đều đến rồi chắc hẳn các ngươi chính là ma đạo không sai quỷ thần minh minh tự tư tự lượng tôi đi đến phía trước dõng dạc trả lời không ngờ rằng thiên đạo có thể dung túng ma đạo tới tận bây giờ bách lý xuân thu thở dài nói giáo lý của ma đạo vốn được thừa kế từ thiên đạo điều này có gì kỳ lạ đâu tôi nói thời đại hỗn loạn các tộc chém giết lẫn nhau nhân tộc lụn bại đạo đức suy đồi không thể phân biệt đâu là người đâu là ma, yêu ma tung hoành, trời bèn lệnh cho tam đạo nhập thế cứu người. Tiên đạo nhập thế đầu tiên, sau đó là nhân đạo và cuối cùng là ma đạo. Bách Lý Xuân Thu nói về truyền thuyết nguồn gốc của đạo môn. Sau khi nói xong, khí cơ toàn thân hắn đột nhiên thay đổi, ma nhãn quét một lượt xung quanh, lạnh nhạt nói rằng, ba phái các ngươi đều gọi là Phụng Thiên Đắc Đạo, còn ta là Phụng Thiên Hóa Ma. Vừa nói dứt lời, Bách Lý Xuân Thu bay lên, bắt đầu hóa thành ma thể trên không trung, ma khí từ khắp nơi cuồn cuồn hội tụ về phía hắn. Một trượng, hai trượng, cuối cùng ma thể dừng lại ở trượng thứ 99, chỉ còn một trượng nữa là sẽ thành ma thể trăm trượng có sức mạnh của thiên tôn. Nếu Bách Lý Xuân Thu thật sự ngưng kết được ma thể trăm trượng, thì sự tàn khốc của cuộc chiến này thực sự không thể tưởng tượng nổi. May mắn rằng hắn ta vẫn chưa thành công, ma thể của Bách Lý Xuân Thu thành hình, rõ ràng như đang đội trời đạp đất, đệ tử đạo môn đứng bên cạnh giống như con sâu cái kiến. Thật may lúc này mọi người ai cũng mang quyết tâm diệt trừ yêu ma, bảo vệ đạo môn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không ai lùi bước thì nhất định sẽ thành công. Về phần giã tiên ở quan ngoại, bọn họ cũng biết rằng cổ ma là kẻ địch lớn nhất của chúng sinh vào thời đại mạt Pháp. Diệt trừ yêu ma, bảo vệ đạo môn, giết, tạ lưu vân dẫn đầu sông tới, chương 305, huyền quan bị phá vỡ một Bách Lý Xuân Thu lúc này đã hoàn toàn từ bỏ hình dáng con người, toàn thân phủ đầy vảy đen, trên lưng mọc ra một đôi cánh, hai con rắn xanh và đỏ cũng hóa thành cự mãng trong lúc ma thân thành hình đầu người thân rắn cánh bướm tứ chi hóa thành móng vuốt khủng bố và đáng sợ cực kỳ đây là hình dạng của cổ ma thân xác cũng là do hàng vạn loại cổ kết hợp tạo thành cùng với tiếng hô lớn của tạ lưu vân đệ tử đạo môn đồng loạt ra tay đếm không xuể số lượng đạo quang thần thuật đánh về phía bách lý xuân thu trận pháp biến hóa ma thân thật sự quá to lớn rồi không kẻ địch nào có thể đối đầu trực diện với hắn lúc trước khi đạo môn liên thủ tác chiến tiên đạo tổ sư ngọc hoàng đã hiển hóa cơ thể cường bá của mình giao chiến trực diện với bách lý xuân thu thế nhưng đạo môn hôm này không một ai dám lấy cương đối cương cùng hắn băng long ngạo hàn bị bàn tay của hắn một cú đánh bay mất không một ai có thể kiềm hãm hắn một cách chính diện bách lý xuân thu càng trắng trợn bắt đầu tàn sát đẫm máu không chỉ có sức hủy diệt của hắn kinh người mà hắn còn phát ra vạn cổ lưu độc trong cơ thể nữa ly cổ xà cổ kim tầm cổ nan tre cổ đá cổ, cá trạch cổ, trung hải cổ, bệnh tích cổ, phù cổ, điên cổ, âm xa cổ, sinh xa cổ, tam thi cổ, người bị trúng cổ độc, hoặc là tâm trí điên cuồng, hoặc là cơ thể trương phình, hoặc là đồng loại tương tàn, tự móc mắt, ngũ cảm lục thức mờ mịt, thậm chí là tử vong, không một ai có thể ngăn cản hành động của Bách Lý Xuân Thu, chỉ có thể tiếp tục dùng chém giết để ngăn cản chém giết, dùng mạng đổi lấy thương thích. Chỉ trong chốc lát, đạo môn đã thương vong hơn vạn người. Còn ma thể của Bách Lý Xuân Thu mặc dù bị tàn phá khắp nơi, nhưng chiến lực lại không hề thuyên giảm. Ma thể quá cường đại, thời đại mặt Pháp kéo dài quá lâu, đạo môn hiện tại mãi mãi không thể sánh bằng tam đạo lúc trước. Đệ tử nhân đạo hãy hỗ trợ ta, tạ Lưu Vân lớn tiếng hô lên, bắt đầu niệm chú làm phép. Hắn và tôi không giống nhau, tu hành cả đạo và võ của tôi đều rất hạn chế, chỉ tồn tại trên kiếm đạo mà thôi. Còn tạ Lưu Vân không chỉ có kiếm pháp tuyệt thế, đồng thời vạn pháp đều thông thạo, có thể thi triển thần thuật của đạo môn. Theo sau câu niệm chú của hắn, chín vị đệ tử hộ pháp của Nhân Đạo rơi nước mắt, đốt cháy thần hồn để niệm chú, niệm ra chín chữ chân ngôn. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành, ý nói, những người lâm trận toàn bộ đều tiến về phía trước. Chín từ chân ngôn vừa thốt ra, chiến ý của Tạ Lưu Vân tăng mạnh, tuy thân hình bất biến, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như là thần minh vậy. Tiếp đó chỉ thấy Tạ Lưu Vân bay vút lên không trung, tay phải cầm kiếm Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng tay trái làm thành pháp quyết, vừa chạy trên không trung, vừa niệm, bạch khí hỗn độn quán ngã hình, vũ bộ tương thôi hợp đăng minh, thiên hồi địa chuyển bộ thất tinh, nhiếp cương lý đấu lì cửu linh. Kỳ môn cửu cung tạo thiên địa, trợ ngã di tàu thử phong, cấp cấp như luật lệnh, sắc sắc sắc. Chữ sắc cuối cùng vừa dứt, một kiếm chém xuống đỉnh ong cổ gần nhất, đỉnh ong cổ bị kiếm khí chém gãy, tiếp đó bay lên trời, từ trên cao đập xuống cổ ma. Đây chính xác là thần thuật rời núi, thân ma của cổ ma tuy cường hãn, nhưng cũng là do huyết khí ngưng kết thành, bị đỉnh ong cổ đập mạnh từ phía sau, thân ma không kiểm soát mà bổ nhào về phía trước chăm trượt, miệng phun ra một ngụm ma huyết đen, ngay lập tức bị trọng thương. Nhân lúc cổ ma thất thế, đệ tử tiên đạo đồng thanh niệm chú, toàn bộ những thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay nứt toác, tinh khí hậu thiên ngũ hành được phong ấn trong thân kiếm kết hợp thành thanh cử kiếm ngũ sắc trên không trung. Sau khi cử kiếm thành hình, liền hướng thân hình chưa ổn định của cổ ma mà đâm tới, trực tiếp đâm sâu vào cơ thể hắn. Tuy hậu thiên ngũ hành không có uy lực như tiên thiên, nhưng tinh khí ngũ hành rộng lớn như vậy, ngưng tụ lại với nhau đã giống như là một cỗ máy giết chóc khổng lồ rồi. Chỉ nghe một tiếng nổ vang dội, ma ý trên cơ thể cổ ma bắt đầu sụp đổ. Về phía ma đạo bên này, bạch hà sầu bắt đầu niệm chú bắt đầu đại thần, bắt đầu thất nguyên, thần khí thống thiên, thiên cương đại thánh, uy quang vạn thiên, thượng thiên hạ địa, trảm tuyệt tà nguyên, thừa vân nhi thăng, lai hàng đàm tiền, hàng lâm chân khí, xuyên thủy nhập nhân truyền chi tam thế, vạn ma kình quyền, trảm yêu diệt tích, hồi tử đăng tiên. Theo sau câu niệm chú của ông ấy, nguyên khí trên trời khối động, sao bắt đầu chiếu dọi ánh sáng xuống nơi này. Ánh sao tụ hợp, được thủy hỏa hấp thụ hết vào cơ thể. Đồng thời lúc này, chiến ý của đệ tử ma đạo cũng được thủy hỏa cùng lúc hấp thu. chương 306, huyền quan bị phá vỡ 2. Tiếp sau tạ lưu vân, Thùy hỏa lại hiển hiện khí thức của thần minh, cầm đao bay về phía cổ ma, ngưng tụ sức mạnh phá quân pháp tắc chém xuống một đao phá quân là ngôi sao đầu tiên của bắc đầu chủ sát sức mạnh của ánh sáng sao bắc đầu nhập thân lại ngựa sử phá quân đại đạo pháp tắc uy lực của một đao này thậm chí còn siêu việt hơn một đao bạch hổ thần thú trúc phúc kia chỉ nghe thấy cổ ma gào lên một tiếng thảm thiết rung chuyển đất trời ma thân cực đại của cổ ma một lần nữa bị đả kích mạnh ma ý điên cuồng tháo chạy ra khỏi cơ thể hắn ta cổ ma gầm lên giận dữ xoay người đưa tay bắt lấy thủy hỏa. Thùy Hỏa vội vàng rút đao lùi lại, lúc này, trên trán cổ ma lóe lên một ánh sáng lục, dùng ma nhãn khóa chặt khí cơ của Thùy Hỏa, một đạo ánh sáng lục chiếu đến Thùy Hỏa. Bị lục quang chiếu vào, thần hồn của Thùy Hỏa bị thương tổn, thân thể mềm nhũn, mắt thấy cô ấy sắp bị cổ ma bắt được rồi. Ngay lúc này, Ale -lê huyết lên một tiếng trong veo, ngừng tụ sức mạnh toàn thân nhắm chuẩn ngay ma nhãn của cổ ma mà bắn ra một tên. Tuy Ale không có đại đạo pháp tắc, nhưng cô bé lại mang sức mạnh ý chí hủy diệt của nguyệt ma lưu lại Cung tên của cô bé một khi khóa chặt khí cơ thì dưới thiên tôn không ai có thể ngăn chặn cả. Chỉ nghe cổ ma một lần nữa gầm lên, từ bỏ việc truy sát thủy hỏa, dùng tay kéo mũi tên đẫm máu ra khỏi ma nhãn. Nhân cơ hội này, Bạch Hà Sầu chạy ra đỡ lấy thủy hỏa, đưa cô ấy về trại của đệ tử ma đạo. Cổ ma nhiều lần thất bại, lúc này cũng phát tiết sự điên loạn trong cơ thể. Đạo tiêu nhưng ma vẫn còn, mọi người không dám để cho cổ ma có cơ hội thở, lần lượt thi triển những đòn công kích mạnh nhất hướng cổ ma mà giết. Nhưng lúc này những sát chiêu mạnh nhất của đạo môn đã được dùng hết rồi, chỉ có tiên đạo là vẫn còn sót lại cao thủ, cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt, quả thật là lấy mạng ra để mà cược. Tạ Lưu Vân đã vài lần niết bàn chuyển sinh ở nhân gian, sớm đã từ bỏ nguyên thần của Lý Thuần Phong, chỉ dựa vào lực niệm của thần thức để thực hiện thuật rời núi, nhất định là đã gây tổn thương đến thần hồn. Sau khi rời núi, Tạ Lưu Vân đã rơi vào tình trạng cực kỳ suy yếu. Tiên đạo bên kia từ sau khi ngưng tụ ra kiếm cựu hình canh kim sát, thực lực suy giảm mạnh, mộ dung nguyên duệ lại bị nổ mất một pháp thân sức mạnh pháp tắc của chiến thần chi đạo cũng tiêu hao cạn kiệt thùy hỏa bị ma nhãn của cổ ma thiêu đốt thần hồn đã không còn suốt đau được nữa mũi tên là a lê bắn vào ma nhãn cũng đã rút cạn sức lực của cô bé cũng không thể nào bắn tên được nữa kết cục cả hai bên đều thiệt hại cổ ma toàn thân như bị xét nát chỉ cần kiên trì không để hắt có cơ hội hồi phục cuối cùng hắn khó mà có thể thoát khỏi số phận ma ý tán loạn sụp đổ nhưng mà trước đó đạo môn và giã tiên cũng rất có khả năng bị hắn đuổi cùng giết tận tạ lan tại sao ngươi không ra tay tạ lưu vân suy yếu nhìn tôi hô lên một câu sau câu hỏi của hắn trừ những người vẫn còn sức mạnh để đối đầu với cổ ma ra tất cả những người còn lại đều nhìn về phía tôi bởi vì tôi từ đầu đến cuối vẫn không hề ra tay vẫn còn chưa đến lúc tôi nhàn nhạt đáp ha ha có phải ngươi muốn đợi còn ta chết hết rồi người mới ra tay không hả mộ dung nguyên duệ nhìn tôi cười lạnh đây là người mà các ngươi gọi là ma đạo tổ sư đấy, lúc các ngươi vì danh nghĩa của hắn mà chiến đấu, thì hắn lại ở đó dương mắt đứng nhìn. Ngạo Hàn nói, câu nói của hắn làm ánh mắt mà đệ tử ma đạo nhìn tôi cũng dấy lên sự nghi hoặc. Thùy Họa nhìn chăm chăm vào tôi, không nói câu nào, ánh mắt vẫn kiên định như ngày nào. Bất kể tôi làm việc gì, cô ấy đều đứng về phía tôi, tuy cô ấy cũng không hiểu tại sao tôi lại không ra tay, thậm chí lúc cô ấy gặp nguy hiểm nhất cũng không hề bước ra cứu cô ấy. Sự nghi ngờ ngày càng nhiều, tôi vẫn mắt điếc tai ngơ, cũng không giải thích bất kỳ điều gì, chỉ lạnh lùng nhìn cổ ma đang tàn sát đệ tử đạo môn từ bốn phía. Sau khi một vị nửa bước thiên tôn của tiên đạo trước khi chết dùng toàn lực phát ra đòn công kích, cổ ma gầm lên một tiếng thảm thiết, ma thân tan vỡ trên không trung, trong màn,